Con người của chúng ta sở dĩ khổ là tại vì chúng ta gì? Chúng ta mỗi giác hiệp trần nhiều quá. Thường thường cái tu của mình đó, tu sao mà để mỗi ngày á, là mình phải mỗi trần hiệp giác. Mỗi trần là gì? Tức là mình đẩy cái trần lao phiền não ra ngoài để mình phối hợp với cái giác ngộ. Còn mình tu làm sao giờ mình đi ngược? Mình sao? Mỗi giác hiệp trần. Cho nên mỗi ngày mình nghe pháp để làm gì? Để cho cái tâm mình nó sáng ra, để mình biết cái đó là trần lao, mình bội nó đi. Cho nên chữ bội giống như người ta đẩy mình ra là kêu phản bội đó. Rồi cái người đó không còn trung thành với mình kêu bội bạc. Chữ bội là mình đẩy nó ra. Chứ mình bây giờ mình phải bội trần. Xưa nay mình trung thành với trần cảnh lắm, nói gì mình cũng nghe răm rắp vậy. Thì bội trần hiệp giác. Mà người mà bội trần hiệp giác là người sống an lạc. Cho nên cái công thức á, là một là nghe. Nghe hay lắm. Nghe để mà hiểu. Nghe để cảm thông. Cảm thông cho người ta mà hiểu được người ta, mà đồng thời gì nữa, phát triển được tuệ giác. Nhờ có tư duy. Quý vị biết là ngày xưa có nhiều người đọc phim, đọc Tây Du Ký đó. Ở đây có ai xem phim Tây Du Ký đó? Rồi ông Tề Thiên, ông lên trời, ông muốn nghĩa là ông có cái chức gì trên trời. Tại ông thấy ai cũng có chức, ông có, ông xin Ngọc Đế cho ông cái chức. Ngọc Đế hỏi trong cõi trời này giờ còn cái job nào không? Nói dạ bây giờ hình như là các job có hết rồi, mà còn có cái job giữ ngựa thiếu người. Job giữ ngựa, nghe tiếng Việt nghe giữ ngựa thấy cái bèo quá phải không? Nhưng mà bây giờ á, và nghe qua tiếng Hán rất là hay vô cùng, phò mã. Ôi trời ơi, ông nghe chữ phò mã là ông khoái quá. Mã ôn hầu. Cái thì ổng nhận cái chức đó liền, và ổng nghĩ rằng cái chức này là to lắm. Cho nên ổng đi, ổng tung hoành xung quanh hết. Thì cuối cùng có công nó mi là cái gì? Mi chỉ là cái thằng giữ ngựa thôi. Ổng nghe như vậy là bắt đầu nổi tâm bành ổng lại. Thì quý vị thấy câu chuyện đơn giản thôi. Hồi trước kia được một cái chức thì vui vẻ, tại vì mình nghĩ chức đó tốt, ta khen cái chức đó tốt. Nhưng mà rồi cũng vậy, người ta chê cái chức đó, cái là sao? Nổi phiền não. Nhiều đó thôi là mình mới thấy rằng cuộc đời của chúng ta nghe mà không. Tiếng Việt gọi là nghe ba chùm ba chán. Thì cái việc đó có thể xảy ra. Cho nên đó, nghe là văn, suy nghĩ gọi là tư. Cho nên cái chữ thiền á, ngồi thiền á, cái chữ thiền đó người Trung Hoa dịch là tịnh tư lự. Tư lự là cái suy tư của mình. Bây giờ mình tịnh cái suy tư đó là tu thiền, chứ không có gì cả. Giống như có một ngày Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa suy nghĩ, tại sao ông bà mình lại dùng cái từ ăn nói ta? Bây giờ Pháp Hòa mới phát hiện ra cái miệng mình nó làm hai công dụng, hai công tác. Một là ăn, hai là nói. Cho nên ông bà mình xài cái chữ ăn nói. Đó là một ý. Nào, cái miệng mình làm hai việc, là một ăn hai nói. Rồi cái thứ nhất là cái thứ hai, bệnh là từ do cái gì? Cái miệng mà từ do cái ăn. Bệnh là do cái ăn, mà họa là do cái gì? Do cái nói. Nói cũng từ cái miệng, phải không? Họa bệnh á, là do ăn uống, mà tai họa là do nói năng. Cho nên gọi là ăn nói. Như vậy thì cuộc đời của mình á, một là bệnh, hai là hoạn. Ta kêu bệnh hoạn. Hoạn là hoạn nạn, bệnh là bệnh tật. Như vậy thì chúng ta hoạn nạn là do đâu?
vô miệng. Rồi khi mình ăn á là mình thích ăn ngon không? Thích. Mà nói thì không có lựa, không có lựa lời, cho nên ăn nói. Quý vị thấy ông bà mình hay không? Tiếng Việt mình hay lắm. Nói người gì ăn nói kỳ cục à. Trời ơi, người đó ăn nói nghe dễ thương. Cái gì mà mình lên bàn ăn mà mình thích rồi nghe, là mình đĩa nó trước rồi đó. Thay vì mình nhiều kiểu nhìn. Nhưng mà tiếng Việt Nam mà gọi là cái kiểu mà không có được dễ thương á, kêu là đĩa. Tôi thấy cái món đó tôi khoái rồi đó. Cho nên nhiều khi á, cái tay mình vừa đưa một miếng cơm vô trong miệng thôi, là con mắt mình nó nhìn cái món kế rồi đó. Quý vị thấy không? Cái mình phải nói thật để mình thấy được cái bản chất con người mình sống. Thế thì ai dám nói là tôi hết tham? Mình có thể trừ cái tham thô, nhưng mà cái tham tế nó còn tinh vi lắm. Nhìn biết món ngon chụp liền. Thậm chí mà vô chùa tụng kinh mà chỗ nào ngon ngồi liền. Thôi mất chỗ. Thật ra cái đó không có gì tội lỗi cả. Nó là cái bản chất của con người mà. Cho nên tại sao Phật mới dạy mình đó, tham là cái cội gốc của mọi phiền não, mọi cái khổ đau. Bây giờ mình lên mình tụng kinh, tụng thời kinh chừng 30 phút thôi, phục nguyện 45 phút. Tại sao? Tại xin nhiều quá. Xin cầu an một lô, xin cầu siêu một lô. Nội an siêu mà Phật phải thích khe, không là thấy là thấy thật được không? Rồi chưa nói kế tiếp nữa, phải xin thế giới hòa bình, là chúng sanh an lạc nè, thiền môn thì thanh tịnh, là đại chúng là an hòa, thí chủ đàn na tăng long phước thọ. Rồi kế đến cầu bệnh cho Phật tử, có nhiều khi phải nói rõ đó. Nguyễn Thị A đang ung thư phổi, Nguyễn Thị B đau bao tử. Tụng kinh nhiều khi 30 phút mà mình xin Phật ngồi xin, ngồi list tất cả nạn tai của mình là 45 phút tới 1 giờ đồng hồ. Nếu mà mình nhìn cho kỹ, chữ tham nó không có xấu. Chữ tham nó không có xấu. Bản chất chữ dục là gì? Chữ dục là muốn. Có nhiều người người ta nghe chữ dục người ta thấy nặng nề không? Chữ dục đó, bản chất nghĩa của nó là muốn. Nhưng mà nếu chúng ta muốn hơn cái mình cần, cái đó mới tham đó. Chừng đó bắt đầu mới gọi tham. Chứ còn muốn không thể gọi là tham. Tôi khát nước quá, tôi mua miếng nước. Tôi nói anh tham quá, không đâu, trời ơi không cho tôi uống nước sao? Muốn uống nước không gọi là tham. Nhưng mà uống ngon xong gom 2-3 chai để dành. Không biết tôi có cần nữa không, nhưng mà vô tôi thấy ngon quá tôi lượm trước cái này. Rồi còn bào chữa là sao? Để dành lát uống hay cho người thân. Rồi người thân gặp cũng nghĩ giúp mình, cho nên cuối cùng hai bên gặp nhau đem ra, tôi có 5 chai, chị có 5 chai, thế là chúng ta có 10 chai. Tu mà mình thấy rõ được cái đó, đó là thiền. Thiền nghĩa là khi mà chúng ta đủ cái tĩnh lặng, chúng ta thấy những cái gì nó hiện khởi, sinh khởi trong tâm thức của mình. Ví dụ mình nghe chị kia tụng kinh ngày 3 thời, mình nói tụng 3 thời ít quá, mình phải tụng hơn chị đó 1 thời để mình có cơ hội mình cho mọi người biết là mình tụng 4 thời. Thì cái thời 4, cái thời mà mình, cái thời thứ 4 đó là thời gì? Thời danh lợi. Thật ra mình phân tích để mình hiểu thôi.
Để tu là mình phải thấy rõ những cái hiện khởi, những cái gì trong lòng mình. Cho nên chữ dục không có tội. Dục nghĩa là muốn. Con người, bản chất con người sống là phải có cái muốn. Thí dụ như nó tôi đói bụng quá, tôi muốn ăn, đâu có gì tội đâu, muốn ăn mà, tại đói bụng phải ăn chứ. Thì muốn ăn thì bây giờ hãy người ta có cái gì mình ăn để gọi là gì, để mà no khỏe sống, không có tội. Đói bụng nhưng mà phải ăn gì vậy? Ăn cơm với lại đồ cũ thôi, không ăn đâu. Thì bây giờ cái bắt đầu là mình rõ ràng là cái mình đói mình cần ăn, nhưng mình bị cái kia nó chi phối là ăn phải ăn ngon, ăn đồ mới, chứ còn ăn đồ cũ mình không ăn, ăn dở không ăn. Và khi mình không ăn được cái đồ cũ, ăn đồ dở á, thì mình bản thân mình khổ là vì mình đói mình không có ăn. Và đồng thời mình cũng làm phiền cái người thân của mình là phải vì mình mà đi nấu thêm cái ngon, cái dở, cái mới. Cho nên cuộc sống nhiều khi nó hơi rắc rối chút chút mấy cái chỗ đó. Thí dụ như người ta nấu cho mình một lần, nhưng mà nếu mà người ta nấu nhiều lần thì người ta bắt đầu sanh cái phiền. Nhưng mà cái phiền đó mà người ta nói ra thì có chuyện, cho nên thôi ta nói. Mà chính cái người ta nín, người ta không nói ra, thì người ta ôm ấp một cái phiền não không cần thiết do chúng ta vô tình trong cuộc sống chúng ta gây tạo. Cho nên đạo Phật là tu tâm. Tu tâm nghĩa là mình có khả năng nhìn cái tâm mình, nhận ra cái tâm mình nó đang cái gì. Hay nói một cách khác là tu tâm là có khả năng nhận biết những gì đang xảy ra ngay trước mặt mình. Mình đang vui vẻ, gặp cái người nó bước vô mình đổi sắc liền, mình bỏ mình đi chỗ khác. Người khác ta có cặp mắt ta nhìn mà, ta biết ngay anh đó chị đó có vấn đề với nhau rồi. Ta đi theo mình ta hỏi, tại cái máu bà tám nó cũng có. Chị sao tôi thấy chị gặp người đó chị đổi, chị giận đó, mắc gì tôi giận đó. Mắt mình trợn lên. Cái cách nói của mình là ta hiểu rồi. Cho nên quý vị thấy cuộc sống của mình đó, đôi khi nó cứ lúc chút vậy, tự nhiên nó làm cho cuộc sống bất an. Cũng giống như là mình nấu món ăn vậy. Lẽ ra nó chỉ có 3 món đường, muối, bột ngọt được rồi. Người đi ngang nói lạc quá cho miếng muối, người kia vô nói mặn quá cho miếng đường. Lát cái nồi đó không biết ra nồi gì. Tại vì người mình không nêm được chính cái bản chất ăn của mình, mà mình để cho người khác nêm giùm mình. Mà ta nêm giùm mình thì ta nêm sao đúng được. Cho nên cuộc đời của mình cũng vậy. Sở dĩ mà mình tu hoài nó cũng kề trầy kề trật là tại vì mình cứ để cho người khác. Chị tu vậy không đúng đâu, tu vậy đúng. Thí dụ như thường ngày mình niệm á, mình sức khỏe mình là cái hơi của mình nó ngắn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm vậy được rồi. Người khác vô nói niệm vậy không có đúng, niệm Phật mà niệm thiếu chữ Nam Mô là niệm thiếu, phải thêm chữ Nam Mô nữa. Mình cái mình nói tại sao vậy, nó ta nói niệm Phật là phải đủ 6 chữ, chị không nghe, ta nói lục tự Di Đà mà. Niệm 6 chữ mới đúng chứ, chị niệm A Di Đà Phật vậy là niệm giống như tên của chị mình ta ngắt ngang, ta kêu chị chịu không? À, cũng có lý ha. Niệm cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm xong mệt muốn chết. Tại mình dặn gân mình niệm theo cái người ta. Chứ thật ra chữ A Di Đà Phật là cũng đã đủ. Chữ Nam Mô là mình thêm để làm cho cái câu đó trọn cái ý mình muốn và cung kính. Chữ Nam Mô nó không có, nó chỉ có nghĩa là kính lễ, kính lại, cung kính cái vị Phật đó. Chứ còn tên của Phật là Phật A Di Đà thì mình thêm Phật A Di Đà. Ví dụ mình niệm A Di Đà Phật là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. Nhưng mình thêm chữ Nam Mô là con xin kính lại Phật A Di Đà. Bây giờ cái câu Nam Mô đó không cần cũng không sao. Giống như mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là đủ. Còn mình thêm chữ Bổn Sư là mình thêm.
ơn của Ngài không hề có hai chữ bổn sư. Vì cái chữ bổn sư nghĩa là mình thêm vô để nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của con. Chữ bổn sư là thầy của con, thầy của tôi, my teacher. Cho nên mình niệm là Nam Mô My Teacher Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Thầy Con Thích Ca Mâu Ni. Thì chữ bổn sư là mình thêm, chứ còn nguyên thủy tên của Ngài không hề có chữ bổn sư. Rồi bây giờ mình, bây giờ Phật A Di Đà là Ngài chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật. Nhưng mà tại vì mình muốn nói là cái công hạnh của Ngài, cho nên phải theo cái gì? Đại từ, đại bi, tiếp dẫn đạo sư, mới tới A Di Đà Phật. Cái người kia ta muốn nghe ông Phật này tên gì, ta phải chờ mình tới Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Ồ vậy hả, cuối cùng ổng có bốn chữ. Quý vị thấy không? Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta hiểu rằng nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình tu nhưng mình thiếu cái tư duy, thiếu cái quán chiếu. Mà chính vì mình thiếu tư duy quán chiếu cho nên mình dễ bị người khác lung lay, dễ bị ngoại cảnh làm cho mình lung lay. Cho nên nghe pháp rất cần, nghe để làm cho cái lời đó thấm trong cái tâm của mình. Phải thấm nha, còn không thấm thì người ta nói gì mình cũng, bây giờ thế nào kêu là thấm? Thấm là khi nào mình hiểu mình mới thấm được. Phải ngoài ví dụ một cái đứa nhỏ nó không hiểu câu nói đó, nó nghe chứ nó không thấm, thì nó không có hiểu câu nó nói gì. Nhưng mà bây giờ mình nghe mình hiểu là mình sẽ thấm. Cho quý vị mà đọc kinh bằng tiếng Hán đó, nghe thì hay nhưng mà không thấm, phải không? Thí dụ như câu hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị mộng, tóc phao trần thế thượng liên đài. Nghe hay, hay hiểu không? Nghe hay thôi, nghe không hay thôi. Cũng giống như mà con nít mà nó nghe mình hát cải lương vậy, nó biết là má đang hát opera, nhạc cổ điển, nhưng mà nó không hiểu. Nhưng mà mình là người Việt Nam, mình đã từng nghe cải lương, nghe tới đâu thấm tới đó. Nhưng bây giờ nếu mà cái bài nãy mà đọc mà nghe tiếng Hán rất hay, không, bây giờ mình không hiểu, bây giờ nghe là tiếng Việt mình sẽ hiểu. Có sanh có tử có luân hồi, không sanh không tử không đến đi, sanh tử đến đi chỉ là mộng. Vĩnh ly hay là viễn ly, sanh tử ở liên đài. Mình nghe cái mình hiểu, mà hiểu rồi thấm. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời mình nghe một câu nói nhớ hoài, nhớ tới giờ luôn. Nhưng mà mình không thấm cái câu đó rồi thì cái câu đó, mà đa phần mấy câu vậy mình thấm ít lắm. Nhưng mà người ta nói móc một câu thấm dữ lắm. Rồi mình còn khoe nữa. Trời ơi, tôi mà tôi có lỗ tai tôi nghe nó nói một tôi hiểu 10. Mình hiểu nhưng mà hiểu để đau khổ thì hiểu để làm gì? Mình phân ra để rồi đau khổ thì hiểu để làm chi? Và tại sao những lời kinh của Phật á, chúng ta phân ra chúng ta hiểu tận nguồn cội, nó làm cho mình lợi lạc biết bao nhiêu, mình không hiểu. Như vậy bây giờ mình biết cái gì gọi là bội trần hiệp giác chưa? Hay là thế nào gọi là bội giác hiệp trần không? Mình bội cái giác hiệp với cái trần. Thí dụ ngồi ăn bữa ăn vậy nè, người ta nói một câu gì đó, trời ơi mình về mình giận cái người đó tới sau này luôn. Tôi mắc mớ gì nữa đó, nên bữa ăn nó móc tôi. Mà không biết người ta có móc mình không. Nhiều khi ta nói vô tình, ta nói ai đó hoặc ta móc người khác mà dính mình luôn. Cái đó gọi là mình bội giác mà hiệp trời.
Cho nên chính vì vậy mình cứ sống hoài trong khổ đau phiền não, rồi mình còn đi khoe với mọi người nữa: tôi khùng sao tôi biết nó nói bóc tôi. Trời đất ơi, nếu mà mình tỉnh thì mình đâu có nghe câu đó làm chi. Như vậy mình cũng giận mình luôn, mình cũng giận mình. Ở đây quý vị có đọc, quý vị có từng nghe cuốn kinh gọi là kinh Hiền Ngu không? Có ai nghe cái bài, cái cuốn kinh gọi là kinh Hiền Ngu chưa? À, không biết thì hôm nào Google. Ta đã nói rồi mà, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Tại sao cuốn kinh đó gọi là kinh Hiền Ngu? Bởi vì trong cuốn kinh đó có những câu chuyện nói về người hiền và người ngu. Cái người mà lấn lướt người khác, rồi mưu toan với người khác, và luôn luôn nghĩ rằng mình là người thông minh, mình là người có thể lường gạt người khác một cách dễ dàng, họ nghĩ họ là người khôn, nhưng mà thật sự đối với đạo lý họ là người gì? Người ngu. Chữ ngu nghĩa là dại dột. Còn cái người sống chân thật, sống mà tâm tư mình hiền lành, đối với cái người mà thông ngu mô nữa, cái anh đó ngu lắm, nói đâu nghe đó à, nhưng mà thật sự người đó là người hiền. Cho nên trong kinh đó, những cái câu chuyện kể trong đó đưa lên hai nhân vật phản ảnh người hiền với người ngu. Quý vị đọc kinh nó hay lắm, mà nguyên cuốn kinh đó là Đức Phật kể về cuộc đời của Đức Phật trong quá khứ. Tên đó là, trong 12 bộ kinh nó thuộc về kinh Bản Sanh, chúng ta thường gọi là kinh Bổn Sanh. Kinh Phật có chia là 12 loại, chia 12 loại, mà những loại kinh nào mà Đức Phật kể về tiền thân của Phật thì chúng ta gọi là Bổn Sanh, loại kinh Bổn Sanh. Đức Phật nói về chính bản thân, cuộc đời của chính đời Ngài ở trong quá khứ. Còn khi nào mà Phật kể những câu chuyện các vị Bồ Tát tu sao sao, kể về những vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, cái đó gọi là Bổn Sự. Kinh đó thuộc về kinh Bổn Sự. Còn kinh Phật nói về cuộc đời Phật gọi là Bổn Sanh. Cho nên mình tập nghe. Bây giờ mình thôi, bây giờ mấy chục năm rồi mình nghe đủ thứ chuyện đời, bây giờ phải thôi đủ rồi, mình thấy như đủ rồi, bây giờ bắt đầu nghe pháp. Nghe pháp cũng cực lắm à. Tại vì sao? Tại vì cái tập khí mình nhiều quá, mà nghe chưa chắc nghe pháp đã hạnh phúc. Tại vì đôi khi mình nghe pháp nhưng mình không nhận cái đó là một lời pháp, mà mình nhận như là một cái lời ông thầy đông dũa mình, cái là giận ông thầy tiếp. Nghe pháp để mở tâm, nhưng mà cuối cùng là nghe mình hiểu rằng mình nghĩ như là thầy đó đang la mình, đang nói gì mình, mà thật sự cái lời pháp nó giống như một cơn mưa thôi, không có phân biệt ai đâu. Pháp Phật nó giống như một trận mưa rơi xuống vậy đó, không có phân biệt chỗ nào hết, nhưng mà tùy căn cơ mỗi người. Hễ ai lợi căn lợi trí thì tiếp nhận một cách nhanh nhẩu, ai trung căn trung trí thì tiếp nhận một cách trung bình, còn ai hạ căn hạ trí thì tiếp nhận một cách thấp hơn. Còn có người nghe suốt buổi nhưng mà cuối cùng không một câu nào vô hết, cái đó là vô căn, vô không có duyên. Cho nên căn cơ tiếp nhận ở trong Phật giáo nó cũng ba căn: lợi căn nè, trung căn nè, độn căn. Độn căn nghĩa là căn cơ thấp kém, đần độn. Cái chữ đần độn không có cái ý mình mắng mỏ ai ngu si, không có ý đó. Chữ Hán nó chỉ có cái nghĩa là cái chữ mà gọi là độn căn, gọi là căn trí thấp kém, tiếp nhận không nhiều.
Còn trung căn á, là nghe, hiểu, nghe vậy thôi. Còn lợi căn, người ta nghe một câu là ta có thể hiểu xong. Cho có nhiều người nghe pháp á, hiểu một cách tin tưởng. Lý do Pháp Hòa nói dài như vậy đó, bởi vì Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng một cái bản kinh, một đoạn kinh trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật khuyến tấn mình nghe pháp. Đây Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe đoạn kinh. Đây là một đoạn trong kinh Đại Bát Niết Bàn về Đức Phật khuyến khích mình nghe pháp. Thế nào là Bồ Tát nhờ nghe pháp mà gần với Đại Niết Bàn? Tất cả chúng sanh do nghe pháp mà có tính căn. Chữ căn nghĩa là gì? Là gốc rễ. Sở dĩ chúng ta ngày nay còn đi chùa, còn học Phật là vì chúng ta có cái niềm tin đối với Phật pháp. Nhưng mà người ta mới, mình mới nghe người ta nói, cái đó mới có tin thôi. Nhưng mà có tư duy, có quán chiếu thì bây giờ chữ tin này nó tăng lên một chút nữa, nó gọi là tín. Cho nên tin với tín nó khác. Chữ tin là tin người ta nói nhưng mà chưa tư duy. Thí dụ như mình ta nói xong, ok được rồi, bây giờ những gì anh nói tôi tin, để tôi suy nghĩ chuyện này. Có nhiều khi mình nói câu là tôi nghe tôi tin rồi đó, tạm tin rồi đó, bây giờ tôi phải suy nghĩ, tôi theo dõi, tôi suy nghĩ. Rồi sau khi mình suy tư xong rồi bây giờ tính. Cho nên cái người mà làm ăn mà lâu ngày lâu năm, người ta có niềm tin với người đó thì không gọi là uy tín nữa, mà gọi là gì? Uy tín. Cái người đó có uy tín lắm, tại vì người đó làm việc có suy nghĩ. Và người ta nói về người này, người khi người ta hợp tác với người này, người ta suy nghĩ kỹ lắm trước khi người ta hợp tác. Và sau nhiều lần hợp tác, người ta thấy kết quả, và từ đó người đó gây một cái sự, cái niềm tin cho người khác. Và ở nơi người đó có cái chữ tín rất lớn. Ví dụ vậy. Thì Đức Phật nói là nghe pháp là tăng trưởng cái tín căn. Người tu mà không có tín sao tu? Giống như Phật tử mà niệm Phật mà muốn về cực lạc Tây Phương, muốn về cực lạc Tây Phương mà thiếu cái chữ tín, là tin tưởng rằng có Đức Phật Di Đà, hay là tin tưởng rằng mình có thể sanh về cõi an lạc. Tu mà không có tin mình tu có kết quả, cho nên mình tu lơ mơ lắm. Nói trời ơi, tôi mà có kết quả gì, tôi mong đời này tôi được đi chùa, vậy là tôi vui rồi. Cho nên mình tu chập chờn lắm. Thôi tôi không có tin, tôi ăn chay nổi đâu, kệ đi, ăn được ngày nào hay ngày đó. Thật nữ hình như không ngày nào ăn. Còn tin rằng tôi có khả năng ăn chay là sợ tạm được. Cho nên nhờ nghe pháp mà có tính căn. Vì có tính căn nên thích thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đức Phật nói vì có tính căn cho nên lục độ mới sanh được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, nếu mình không có tính căn thì làm sao mình biết rằng giúp đỡ cho người thì người hết khổ đau, mình có phước. Bây giờ nói cách khác là bố thí thì có phước. Tin như vậy mới bố thí được. Rồi mình tin một điều là trì giới đem sự an lạc thanh tịnh cho mình. Không tin cái đó là sao trì giới được. Mình không tin rằng nhẫn nhục giải oán khiên, nhẫn nhục giải tỏ mọi oán thù, không tin sao nhẫn nhục được. Bố thí trì giới nhẫn nhục, mình không có tin rằng tinh tấn siêng năng sẽ giúp cho mình vượt qua mọi khổ nạn. Không siêng năng tu hành sao được. Cho nên cái tính là cội gốc của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của thiền định, của trí tuệ, của lục độ. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, nhà Phật gọi là lục độ, hay là lục ba la mật. Sáu cái phương pháp
đưa mình đến bờ bên kia an lạc giải thoát nhờ có niềm tin. Một đứa học trò đi học mà thiếu niềm tin thì sao nó học nổi? Cho nên nó sẽ làm cho chờ ba mẹ nó nữa, để tao coi coi mày học được tới đâu nghe. Nói một câu đó làm sao con nó có niềm tin nó học. Con ráng đi con, ba rất là tin tưởng ở con. Thì tự nhiên nó có niềm tin. Còn mình thấy nó đi học đó, nó nói ba con đậu vô đại học rồi. Mày thiệt không? Để tao coi. Nói một câu cái tự nhiên. Rồi cái người kia nói bác con muốn đi chùa tu. Mày mà tu. Mày tu tao thành Phật. Cho là người ta siêu liền. Ồ, mình phải có một cái đó. Cho nên quý vị thấy Đức Phật khi còn là Thái tử, Ngài đi tìm đạo, và Ngài tin rằng sâu sắc hơn cái này nó còn có một cái gì cao tột nữa mà Ngài chưa khám phá ra được. Vì tính căn nên thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và được quả Tu Đà Hoàn, nhẫn đến quả Phật. Cái quả thấp nhất trong những cái quả chứng là quả Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn là tiếng Phạn, tiếng Hán dịch. Cái quả Tu Đà Hoàn nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu là mình đã đi vào được cái dòng thánh rồi. Bây giờ ở đây Phật tử chứng quả dự Tu Đà Hoàn hết rồi. Nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ cái tâm của mình không còn thối lui nữa. Quý vị phải nghĩ rằng á, mình tâm mình phải giữ không có thối lui. Mà không thối lui là mình được cái quả đó. Không dám tự xưng, nhưng mà mình phải học đòi, học được cái hạnh quả đó. Tâm mình không lui sụp. Bây giờ mình nhập vào dòng thánh và mình đi nghịch lại những cái bình thường. Ví dụ như thay vì thường lệ á, con nhỏ đó hay cái anh đó ha, mà chửi tôi kiểu đó là nó chết với tôi rồi. Cái đó là nhập lưu thế gian. Bây giờ á, mình nghe cái câu đó, người đó nói như vậy, nhưng mà tâm mình bình an. Mình nghịch lưu, tức là không đi nghịch lại với cái bình thường mình sống. Cho nên cái quả đó có thể dịch hai cách: nhập lưu và nghịch lưu. Nhập lưu tức là nhập vào dòng sông thánh, nhưng mà nghịch lưu là nghịch lại với dòng sông đời. Tôi bây giờ là tôi nhập lưu và cũng là nghịch lưu, tức là tôi không làm cái chuyện bình thường đó nữa. Bình thường nó nói câu đó là không được với tôi, nhưng mà hôm nay bình thản quá. Ôi, người kia ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay không phải chị rồi nha, bản chất chị bình thường phải vậy nha. Ồ, bữa nay tôi nghịch lưu rồi, nghe tôi không sống theo cái thói đó nữa. Tôi vô chùa tôi làm công quả, mà ai nói sốc tôi một câu là tôi xách giỏ tôi đi về đó. Chỉ biết tính tôi mà còn te vậy đó. Nhưng mà hôm nay tôi xách cái giỏ lên rồi, mà tôi nhớ trực là tôi để giỏ vô, tôi ở lại tôi bình thường, là bây giờ nghịch lưu rồi, không để cái dòng sông nó lôi tôi ra ngoài nữa. Hiểu được cái quả đó không? Từ cái quả căn bản nhất như vậy cho đến quả Phật. Do đây nên biết rằng được những pháp lành đều do thế lực của sự nghe pháp. Tại làm sao mình được như vậy? Nếu mà hằng ngày mình không trao dồi nghe pháp. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy người Mỹ, một ngày mà đọc một trang sách, không lẽ quý vị, quý anh quý chị kiếm không được một chữ lành trong cái quyển sách đó sao? Một quyển sách người ta viết ra chắc hẳn là có nhiều điều hay trong đó, người ta mới viết được sách chứ. Bây giờ mình học đọc sách để tìm cái gì? Để tìm cái lời hay ý đẹp trong đó. Cho nên có nhiều vị người ta chịu khó, người ta mần mò, người ta đi tìm những cái câu hay, người ta gom ra thành một cuốn sách, người ta gọi là lời hay ý đẹp. Chỉ cần mở cuốn sách đó là bao nhiêu lời hay ý đẹp trong đó, hay lắm. Mà mình nghe nửa câu đó rồi thì tâm tư mình nó mở ra liền. Bây giờ Phật đưa cái ví dụ.
ví như trưởng giả chỉ có một con trai, ông sai con đến nước khác buôn bán đổi chác, ông chỉ rành đường xá rồi lại dặn rằng: nếu gặp dâm nữ thời phải cẩn thận chớ gần gũi, nếu thương yêu gần gũi thời mất tiền của và thân mạng cũng khó bảo toàn, cũng chớ giao du với người tệ ác. Người con kính thuận theo lời dạy của cha, thân tâm an ổn, được nhiều của báo mang về. Cũng vậy, Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng như vậy, chỉ rành đường đạo cùng với pháp chướng ác, nhờ nghe pháp mà chúng sanh xa lìa điều ác, đầy đủ những pháp lành. Đây là do sự thính pháp và được gần gũi với Đại Niết Bàn. Nghe chữ Đại Niết Bàn nghe thấy lớn quá ha. Mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một trạng thái của tâm, khi tâm không còn khổ đau phiền não là Niết Bàn. Chứ Niết Bàn đâu phải là cái chỗ nào để đợi chết mới đi. Ở đây có ai đợi đi Niết Bàn không? Không cần. Mình có Niết Bàn ngay trong cái giây phút mà chúng ta đang tu tập. Cho nên Niết Bàn không phải là cái chốn để tới, mà Niết Bàn là trạng thái của tâm mà chúng ta thường nên có được cái tâm đó. Lúc nào tâm mình cũng bình lặng, đó là tâm của Niết Bàn. Bây giờ Phật ví dụ như một ông trưởng giả có một người con trai duy nhất, khi đi xa làm ăn, ông dặn rằng chớ gần những người ác. Gần họ thì mất tiền của, mang thêm bệnh tật. Đại Bồ Tát cũng như thế, chỉ rành đường đi cho tất cả chúng sanh, để chúng sanh xa lìa cái pháp ác, gần pháp lành và gần được Đại Niết Bàn. Hết giờ chưa? Sợ đói bụng quá cái mất Niết Bàn. Một câu nữa là mình nghĩ. Bây giờ Phật đưa cái ví dụ thứ hai. Ví như gương sáng soi rõ mặt người, cũng vậy, người được nghe pháp thời thấy rõ pháp lành, pháp ác, do đây mà gần được Đại Niết Bàn. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, có nhiều vị nói tôi không đi chùa gì hết á, tôi ở nhà tôi tu tâm, tôi không có ăn chay, đi chùa làm thiện gì hết trơn, tôi tu tâm. Nhưng mà tu tâm thì sao? Hay anh nói để mà nói thôi. Tu tâm nghĩa là khi cái gì nó xảy ra trước mặt mình biết. Khi tâm mình khởi tham, mình biết tham, khởi sân, mình biết sân, khởi si, mình biết si. Không, mà ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây, tự nhiên có một cái người đó đứng lên quậy phá, cái mình tức quá, cái mình đem cái người đó ra, mình mắng, mình la hoặc mình đuổi cái người đó. Cái người khác mà cái tướng của mình rất là giận. Cái người kia nói trời ơi, sao mà anh giận nó dữ vậy, không giận sao được, nó cà chua quá mà. Mình lấy cái pháp của người khác á, để mình làm cái lý do để mình sanh khởi cái pháp sân của mình. Thường thường á, khi mình nổi sân, nổi giận, nổi tức, nổi cáu á, mình không bao giờ mình nhận. Mình bắt một người khác ra để có cái lý do mình sân. Mũi tôi khùng sao tôi giận, nó phải chọc tôi mới giận. Nó chọc mình mà mình giận, mà mình biết mình giận, mà mình ngưng được cái cơn giận để đừng có bị cái pháp đó lôi đó, ngay giây phút đó mới gọi là tu tập. Vậy thì chuyện tu tâm khó vậy? Khó. Mà tu tâm là người phải có đủ khả năng thấy, chứ còn không là mình đủ khả năng đổ thừa. Nó không vậy sao tôi vậy? Nhưng mà ngược lại, mà nếu người ta như thế kia mà mình không như thế nọ, chừng đó mới gọi là tu. Vì mình không có để cái pháp bất thiện nó điều khiển cái tâm mình, mới gọi là tu tâm. Bởi vì tu là chỉnh sửa, mà chỉnh sửa cái tâm. Dù người ta có chọc mình giận, nhưng mà mình không để cái giận đó nó làm hư mình. Thường thường cái người giận thì có đâu có nói được lời dễ thương đâu. Người giận đâu có nói được dễ thương.
mà giận lên rồi là từ con mắt nó lỗi nè. Hồi nãy con mắt nó như vậy nè, tới hồi giận nó trợn. Thành ra quý vị thấy không, con mắt là nó đã thay đổi rồi. Bình thường nghe mình nói chuyện bình thường nhẹ nhàng lắm, mà tới hồi giận lên bắt đầu ngăn mình nghiến lại, thấy không? Mà nghiến răng trợn mắt. Rồi bình thường nó dỗ con khỏe không con, mà tới hồi giận lên là vậy. Từ cái tay chân nó cũng thay đổi, con mắt nó thay đổi, cái cách nói mình nó thay đổi. Bình thường đóng cửa nhẹ nhàng mà giận lên thì đóng cửa sao? Cái rầm. Bình thường để cái chén cơm xuống nhẹ nhàng mà tới hồi mà giận lên là dằn cái chén xuống. Thái độ thay đổi hả? Cho nên khi mà cái thái độ thay đổi là người ta mình lộ được cái, cho người ta thấy được cái giận của mình. Rồi bắt đầu nó đấy, bình thường tôi đâu phải vậy, tại nó chọc tôi mới như vậy. Mà hễ mà người ta chọc mình như vậy thì chưa có khả năng tu tập. Đạo Phật là giúp cho mình trở về cái tâm để nhận cái đó. Như vậy là tu tâm là đạo Phật, đạo Phật là tu tâm. Còn anh là nó tu đạo Phật, tu tâm, vậy anh nhận cái đạo Phật đó. Nhưng mà có điều là anh chỉ nhận mà không biết tu. Giống như giao cho anh chiếc xe hư, hỏi biết sửa không? Dạ biết sửa. Hỏi hư sao sửa? Dạ tôi đâu biết. Tôi nhận sửa xe nhưng tôi không biết xe hư gì để sửa. Giống như có nhiều người ấy, đưa hỏi biết nấu ăn không? Đưa đây tôi nấu cho phụ trong món. Dạ con sẽ nấu một món. Tới hồi đưa ra không biết nấu gì hết. Nhận nhưng mà không làm. Thì cũng như vậy, mình nhận là mình tu tâm, nhưng mình chưa hề chỉnh tâm mình một chút nào hết. Không, mà ví dụ nha, đi ra chợ mua một cái món hàng, đi ra cái người tính tiền tính lộn, đi về khoái quá trời luôn. Chị thấy không, mua đồ cho chùa Phật độ nè. Trời ơi, Phật nào độ mấy chuyện đó. Ồ, độ kỳ cục vậy. Cái món đó 10 đồng mà ra tính có 2 đồng à. Cái cô tính tiền đó, cổ làm mất thất thoát của cái công ty của cổ 8 đồng bạc. Biết đâu chừng người ta tìm ra được cổ chính là cái người tính tiền, hỏng chừng người ta đuổi việc cổ luôn, hoặc là bắt cổ bù. Mình vui trong cái khổ của người khác. Mình đi đánh bài mình ăn mừng quá trời luôn. Trời ơi, hay thiệt đó nghe. Tôi muốn đi cứu lục ở Houston đó, tự nhiên thắng được 300 bởi Phật độ ha. Họ không có rảnh đâu mà vô đó độ. Mà mình ăn được 300 là người khác cũng phải thua dữ lắm mình mới có dư 300 mình thắng. Cho nên nó có chánh niệm về cái vui. Có nhiều người nói vui biết mình vui, giận biết mình giận, buồn biết mình buồn là chánh niệm chứ gì, là tu cái gì. Nhưng mà nếu mà mình vui trên cái đau khổ của người khác mà mình có chánh niệm về cái niềm vui đó không? Cho nên vui là một phần chánh niệm. Nhưng mà vui cái gì? Vui pháp lành hay vui pháp bất lành? Vui pháp lành hay vui pháp ác? Mà vui với cái pháp ác thì cái đó chưa thật sự là trọn vẹn cái vui. Cho nên mình lấn lướt người ta, mình thắng mình hả hê, cái đó là mình vui đó. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm là cái hả hê, cái vui vẻ này của mình là do cái gì mà được? Do lấn lướt và do người khác phải chịu lép, chịu lỗ để mình được cái phần này. Cho nên cái chánh niệm của nhà Phật nó hay vậy đó. Mình vui mà vui vui đó trên cái khổ của người khác thì cái vui đó chưa gọi là vui thiện. Cho nên ở đây á, như một người soi rõ thấy mặt người, người nghe pháp thấy rõ pháp lành pháp ác. Cho mình thấy rõ tất cả những cái gì nó sinh khởi trong tâm mình. Mình ai cũng có chuỗi là chuỗi niệm Phật hết rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn dư cả rổ chuỗi ở nhà? Những sâu chuỗi dư là tại vì cái gì? Cái ham. Chuỗi này đẹp nè, chuỗi này nhẹ tay nè,
Có đôi sâu chuỗi mình có rất là đẹp tại vì nó nhẹ, nhưng mà có những sâu chuỗi á phải rất là nặng tại vì nó đá thiệt. Đá thiệt mới đồ nặng nha. Nặng mà kêu đá quý lắm. Mà có những món cầm lên nặng kịch không chịu, tại vì mã não là phải thật là nhẹ mới kêu là mã não, mới gọi là hổ phách. À, cho nên cái sâu chuỗi để lần niệm Phật là rốt cuộc á, mình không phải niệm Phật mà mình niệm gì? Niệm chuỗi. Cầm sâu chuỗi cho đẹp để niệm. Niệm Phật để tịnh cái tâm, rốt cuộc không để không không vì niệm Phật tịnh tâm mà vì niệm Phật để xá lợi. Mai mốt chết để lại rổ xá lợi. Vậy rốt cuộc mình niệm xá lợi, không phải niệm Phật. Cho tâm mà không thấy rõ những cái đó đó. Tu thì cũng có tu nhưng mà an lạc chưa có bao nhiêu hết. Chứ không có đại niết bàn. Phật đó mà nghe pháp mà thấm là gần đại niết bàn. Đại niết bàn là khi tâm của mình nhận biết cái này không cần giữ xả. Cho nên cái chữ xả đó, từ bi hỷ xả đó, có nhiều người giận cả cục xong rồi người khác mới tới khuyên: chị ơi thôi từ bi hỷ xả đi chị ơi, tại ôm rồi có dục. Còn chữ xả mà đúng nghĩa của nó là vậy nè. Đúng nghĩa của chữ xả là khi cái điều đó nó vừa đến, chúng ta không hề tiếp nhận nó, đợi ta ôm rồi mới xả đó thì cũng được, nhưng mà nó cực. Còn khi mà nó vừa tới, mình biết cái này không thiệt rồi, bỏ liền là không có gì hết. Cũng giống như là quý vị đi mua đồ mà nhận cầm cái này lên, mình ta nói giá đó, cầm là ôi đồ giả, ai đi mua giá này, bỏ xuống không tiếc không gì hết trơn á. Nhưng mà mình cầm cái đó lên biết đồ thiệt rồi hen, bây giờ muốn ép giá nó một chút, trả xong nó không đê, nó không bán, đi mà cũng hơi tiếc tiếc, quay lại thôi giờ tôi thêm 5 đồng được không, là người ta biết rồi, ta biết là mình biết mặt hàng rồi, mình cầm lên biết mặt hàng rồi, mà mình không nỡ, mình muốn mua lắm mà còn kèo này cái giá đó. Cho nên khi mình biết là đồ giả rồi, mình quay lưng đi không hối tiếc thì ngay đó là đã xả. Cho nên khi mà mình dính rồi mình mới xả thì cũng được chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà mình tu mà mình có cái tuệ giác chút xíu đó, cái gì mình biết nó không cần thiết xả liền được là nó khỏe cái đó. Còn cái nào lỡ ôm rồi thì phải kiếm cách xả. Cho nên cái gì mà, cái gì quý vị biết không, khi mình chưa có nó mình buông nó dễ, mà có nó rồi muốn bỏ là cả vấn đề. Không, mà ví dụ nhà mình trống không có cái tủ, mua để gì cũng được. Mà mua cái tủ mà để vô rồi mà muốn mai bố muốn đổi tủ khác thì phải tính gì đây? Sao khiến này ra nè, giờ cho ai để lấy cái tủ này nè. Quý vị thấy rõ ràng trong cuộc sống là vậy. Nhà trống trơn là khỏe, muốn để gì cũng được, mà nhớ suy nghĩ kỹ trước khi để. Mà cái gì cũng ôm vô rồi á, tới hồi muốn bỏ đó khó, phải suy nghĩ. Một là kiếm người cho, cho mà ta nói nhà tôi ở xa quá tôi chở không được, thôi để tôi kiếm xe tôi chở giùm chứ. Phải đi kiếm xe, vân vân. Cho nên nó rắc rối ở chỗ đó. Thôi bây giờ mình nói tới hai đoạn đó là, chiều nay mình học tiếp là bài kinh này ha. Lúc chút xíu Phật ví dụ vài cái. Đoạn kinh này nó nằm trong một bộ kinh rất là dài. Phật Hòa chỉ trích một đoạn về cái đoạn mà Đức Phật dạy mình nghe pháp, để cho rồi sau này mình nghe xong rồi mình phấn chấn và mình thấy rằng cái lợi ích của nghe pháp. Người ta đối mình cái pháp đó mà mình lấy cái pháp Phật mình đối lại, cái đó mới gọi là hoài thần. Vì nếu như mà người ta như vậy với mình mà mình như vậy, nghĩa là mình với họ làm sao xem cái level, phải không? Cho nên người kia là rầm mà mình mùng một là không được, phải không? Cho nên là cái chỗ tu của mình là cái chỗ mình không lấy cái pháp của người làm cái pháp của mình. Pháp Hoàng hay ví dụ đó, người ta gặp mình, người ta ăn cơm người ta không mời mình, vậy lần sau mình ghét, tôi ăn tôi đâu thèm mời nó. Như vậy là mình thấy cái kiểu đó là mình ghét, rồi mình học cái cách làm cho người ta ghét mình giống nha. Người ta ăn cơm người ta không mời mình,
Nhưng mà mình vẫn phải làm cái pháp của mình đã học, là ăn cơm mời người khác. Cái đó mới gọi là lấy Phật pháp thắng tất cả pháp. Cái pháp người ta là cái pháp không coi mình ra gì, nhưng mà cái pháp của mình là coi mọi người ra gì. Cái đó mới gọi là oai thần Phật pháp. Hồi mình đi vô chùa làm công quả, đi tu học, chưa bao giờ mình nói tôi đi chùa vì bà năm, bà bảy, bà tám, bà chín. Cuối cùng bước ra khỏi chùa tại vì bà bảy, bà tám, bà chín, tôi nghĩ. Đi chùa không vì ai mà nghỉ chùa vì người đó. Vậy là mình biết tu chưa? Chưa biết tu. Mà chưa biết tu thì hồi nãy có một đạo hữu hỏi: thầy ơi, tu với ai? Tu là tu với ai? Thưa, cái nói chính xác nhất là tu với mình. Vì hằng ngày cái phiền não nó khởi lên trong mình. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ đại chúng ngồi đây có những người đang nổi cơn giận, ai đâu biết, chỉ có mình biết thôi. Thì bây giờ mình phải tu với chính mình. Mình nổi cái gì mình biết thì mình tu. Mà tu được với chính mình là mình tu với người dễ. Tại vì đôi khi á, mình buồn ngủ quá, nhưng mà mình không thắng được cái con ma buồn ngủ. Hồi đầu mình nói ngon lắm, lâu lâu đi chùa có một bữa chùa và tụng kinh buổi sáng, kệ ráng ra tụng, về nhà dễ gì có thời kinh này. Nhưng mà tới hồi mà cái lúc mà nó vô chìm sâu đó, người ta lung lay mình dậy, mình nói: chị ơi, cho em ngủ chút nữa. Rồi bắt đầu cái con ma đó nó nói tiếp, nó ngủ điên, lát nghe pháp. Tại vì tụng kinh á, thì chừng nào tụng cũng được. Ma nó có bốn loại. Có một loại gọi là thiên ma. Thiên ma là con ma trời. Mà con ma trời nghĩa là con ma nó lanh lợi, nó có cách nó nói. Ví dụ như là bữa sáng ra mình ăn chay nhưng mà quên, thấy mấy đứa nhỏ nó chiên bacon rồi ngon quá, cái đi ngang cũng lịch: ôi cha, bữa nay rằm mà quên ha, thôi lỡ rồi đưa má luôn con. Nếu mà hồi nãy mình đi ngang cuốn lịch mà mình biết lỡ rồi á, so ra với một miếng bacon hồi nãy mình mới quên mình ăn, so với nguyên ngày mình ăn, cái nào ít cái nào nhiều. Nếu lỡ rồi thì mình phải nói thôi, má lỡ má ăn miếng rồi, bữa nay má nhớ ngày trai má không ăn. Chứ đâu lỡ gì mà lỡ cả ngày gì. Lỡ một chút rồi băng bó liền đi, để cho nó thè lè đó. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Cho nên thiền đó là có khả năng. Thiền là có khả năng thấy cái đó. Cho nên Phật tử chúng ta là ai cũng là người tu thiền. Mà đừng bao giờ sợ bốn chữ tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa, tẩu là chạy, hỏa ở đâu mà tẩu? Tẩu chỗ này rồi nhập vô đâu? Thấy không? Ma nó nhập, nhập ma nào mà nhập. Nhiều khi ma nó chưa tới, mình tự tìm tới nó mình xin nhập. Nghe chỗ nào gầy sầm mình phone tới: phải không, cho tôi ké được không? Mình tự nhập à. Mình tự nhập à. Cho nên trong nhà Phật không hề có bốn chữ tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là của Kim Dung, của cô gái Đồ Long, của anh Hùng Xà Điêu, của Ngũ Lâm, Võ Lâm Ngũ Bá. Chứ còn tẩu hỏa nhập ma không hề có trong đạo Phật. Đạo Phật không có chữ tẩu hỏa nhập ma. Khi mình ngồi thiền, mình không thể lên YouTube. Mà nếu muốn lên YouTube mà coi á, thì phải biết rằng vị đó là vị nào chỉ cho mình. Tại vì thiền á là một cái công thức để tịnh tâm, nhưng mà mỗi người người ta có những cái cách thiền của người ta. Trong Phật giáo không có thiền xuất hồn. Thiền mà đưa hồn mình đi đông đi tây, đi nam đi bắc gì đó, Phật giáo không có loại thiền đó. Phật giáo không có thiền mở những cái đỉnh gì hết, mở cửa gì hết đó. Mở là phải đóng, mà quên đóng là kia nó vô. Cho nên Phật giáo ngồi thiền chỉ để thuần túy tịnh tâm. Tâm loạn cho nên cần cái tịnh.
Mà tịnh tâm được rồi là trí nó sáng. Mà trí nó sáng rồi là nó nhận biết tất cả, đời sống cái người đó có bình an vững chãi. Cái gì nó đến với họ, họ nhận ra liền. Thí dụ như cái buồn nó đến với họ, không có đi tự vận, không có làm gì hết á, mà tự đọc bài thơ lên liền. Không? Tự đọc bài thơ gì? Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Người tu thiền là phải ở đó đó, còn người không thiền là cái người không thiền là nãy giờ buồn dữ lắm rồi đó. Em nhìn xuống em thấy hết rồi. Nãy giờ có nhiều người là nhập định hơi sâu rồi đó. Và thậm chí gật gù khen hay nữa. Mặc dù không nghe ông thầy ông nói gì mà tôi phái ông phái thầy. Bà bạn kế bên khiều dậy chị, thức chị. Không có đâu, tôi đang nhập định. Thiện là đơn giản vậy. Cho nên mình mà thiện, nếu mà mình thiền á, mà mình còn suy nghĩ, mình xuất hồn, mình đi đây đi kia thì mình mới sợ cái chữ tẩu hỏa nhập ma. Chứ còn mình thiền đúng là không có gì sợ cả. Thiền là gì đó? Tôi ăn, tôi biết tôi đang ăn. Hôm nay bà xã tôi nấu món này, nó hơi mặn, và tôi chỉ cần thêm một tí nước, hay là vắt một tí chanh, thêm một tí đường, vân vân, là món ăn nó ngon. Tôi không phiền hà làm khổ ai hết. Tôi phiền hà trước hết là tôi khổ tôi nè. Tôi nói mà tôi vẫn ăn, rồi cái người nấu người ta cũng hơi khó chịu. Tôi nhận ra được điều đó, tôi dừng lại tất cả mọi sự phê bình. Thiền ngay vừa đó. Bàn tay ta làm nên tất cả. Thành thử ra nêm nếm thức ăn chỉ có ba vị: đường, muối, bột ngọt, mà làm ra hàng triệu món ăn. Căn bản vẫn đường, muối, bột ngọt. Nhà Phật dạy chúng ta ba món: niệm, định, tuệ. Có niệm, có định, có tuệ là sống đời không hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi, và sống không có gì phải khổ đâu. Tại vì có niệm, có định, có tuệ. Niệm là chánh niệm. Người có chánh niệm nhận diện từng giây phút. Định tĩnh nó có, tuệ nó sinh. Tuệ nó sinh rồi, không làm khổ mình, không làm khổ người, mà sống biết thích ứng với mọi hoàn cảnh. Thế gọi là tu thiền. Trong này hỏi: con không muốn suy nghĩ mà con cứ suy nghĩ. Con đâu có muốn yêu mà tình yêu vẫn tới. Và con không nỡ từ chối tại vì sợ tội. Gần đây Pháp Hòa mới đùa với mấy em Phật tử rồi nói: thầy bây giờ khỏe lắm. Đời người sống bằng hai chữ đòi hỏi. Thầy bây giờ hết đòi rồi, ai hỏi là ok. Tôi không đòi ăn, mà hỏi ăn không? Dạ ăn. Nhiều khi giỡn giỡn vậy mà mình suy nghĩ cũng đúng. Nếu mình sống bằng hai chữ vừa đòi và vừa hỏi là mình mệt rồi. Mà nếu mình không đòi mà ai hỏi thì ok, cũng tốt. Cho nên có nhiều người nói: mày khùng. Nói dạ đúng rồi, khùng mà biết văn mùng chảy chiếu. Tôi khùng mà tôi biết hủ tiếu bún riêu. Vậy quý vị hiểu được chữ tu thiền rồi ha. Và không sợ gì cả. Còn khi nào cái tâm mình nó suy nghĩ này kia đừng lo. Khi nó khởi lên là biết trở về với hơi thở. Còn có nhiều vị không đếm hơi thở niệm Phật. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Ngồi hồi nó tê chân tăng kẻ khuyếu trọ. Tiếng tiều á. Tiếng tiều là lầu ngôi tăng kẻ khuyếu trọ. Là ngồi lâu tê cẳng khó chịu.
mình ngồi mình đau chân á, xả chân ra, xả xong rồi đứng dậy bắt đầu đi thiền. Chân trái A Di, chân phải Đà Phật. Động trong thiền, động trong cái tịnh. Mình và có tịnh trong cái động, mình vẫn tịnh ở trong khi mình di chuyển mình động. Điên hồi 15 phút trở lại ngồi. Ngồi nửa tiếng sau tê chân đứng dậy đi. Đi thiền, ngồi thiền. Mệt thì đi nằm thiền. Nằm thiền mà ngủ ngon kêu ngủ thiền. Thiền mà bay. Ngủ mà ngủ sâu kêu ngủ ba la mật. Ngủ không phòng bị là ngủ ba la mật. Còn ngủ mà lo lắng là gì? Ngủ ba la làng. Tác dụng hay phước đức của việc đi chùa. Cái bài cái này đó, có dịp nào Pháp Hòa sẽ nói cái đề kiện này. Vì có một bài kinh Phật dạy mình cái pháp của Phật tử đi chùa. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói chuyện này. Tại vì mình nói cái nó thành ra một cái buổi nữa. Con xin hỏi, con là người còn trẻ, con cũng ít đến chùa, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi con đến chùa thì con rất xúc động, con hay khóc, nước mắt con cứ chảy mà không biết vì lý do gì. Không biết đêm nay vì sao cái buồn. Không có sao hết. Khi mà mình một cái gì mà mình lâu ngày mình gặp lại, có thể mình khóc. Nhưng mà cái khóc đó không phải là những giọt nước mắt của đau khổ, mà những giọt nước mắt của hạnh phúc, của mãn nguyện, của tội lòng. Hồi đó Pháp Hòa có một chú đệ tử lớn nhất khi chú đi tu, là cả chúng hội bữa đó khóc hết. Tại chú đi xuất gia ngay ngày lễ Vu Lan, thì chính Pháp Hòa cũng khóc, mà mọi người cũng khóc. Thì Pháp Hòa nói với chú là hôm nay thầy khóc và tất cả quý Phật tử ngồi đây khóc, những giọt nước mắt không phải khóc, ta khóc cho em, ta khóc tiếc thương, mà ta khóc hạnh phúc, mừng cho một con người đã thoát ly được một cái cõi đời để đi vào một cuộc sống mới. Cho nên có những giọt nước mắt hạnh phúc. Có những Phật tử ham đi tu, và khi cái ngày mình được đi tu á, quỳ trước bàn Phật, thầy đến thầy nhá kéo xuống tóc cho mình, khóc. Thầy truyền giới cho mình, truyền cái y cho mình, khóc. Cái đó nhà Phật gọi là đắc giới. Chữ đắc giới nghĩa là mình thọ giới mà bằng tất cả tấm lòng, cảm xúc của mình. Thầy hỏi cho mình, đây là giới thứ nhất, giới tử có tiếp nhận được giới này không? Đó là truyền. Bây giờ thọ nè, dạ giữ được. Cái giây phút mình trả lời dạ giữ được là mình tiếp giới, nhận giới. Người thầy truyền, mình thọ. Và mỗi một cái giới mình thọ, mình cảm xúc, mình khóc, cái đó gọi là đắc giới. Cho nên cái người giới tử đi thọ giới đó, nếu quý vị sau này là người đi xuất gia đó, trong một cái giới đàn truyền giới, nó phải hội đủ ba điều kiện. Một là giới đàn phải trang nghiêm, hai là giới sư phải thanh tịnh, ba là giới tử phải chí thành. Người giới tử phải chí thành mới có thể đắc giới. Còn nếu người giới tử đi đăng ký thọ giới, tại vì nguyên nhóm bạn tôi thọ Bồ Tát hết rồi, bây giờ tôi không thọ tôi ngồi sao, sao tôi phải đi thọ để tôi ngồi ngang, thọ cái đó không có đắc giới. Vì tâm chí thành của mình cầu giới không có. Chẳng qua là vì mình muốn thấy bạn bè mình thọ theo thôi, để mới được gọi là thọ Bồ Tát giới rồi. Để mà những cái chỗ nào mà tụng giới có mặt rồi đắp y nâu rồi vô ngồi, để có mặt với đại chúng mà ngồi trên hết tất cả mấy cư sĩ kia, thọ giới như vậy
có thọ nhưng mà không đắc. Cho nên khi đi chùa, đứng trước Phật hay là tụng thời kinh mà mình khóc, không có nghĩa là mình tỉnh tỉnh. À, tại vì trong này có hỏi con có vấn đề gì hả? Dạ cái đó cần phải rà mới biết. Còn cái việc đơn giản thôi, khóc. Đời Pháp Hòa lại qua khóc khi Pháp Hòa tụng kinh nhiều lần lắm rồi. Có nhiều lúc nửa đêm đọc đến cái bài kinh đó mà Pháp Hòa ngộ và khóc, khóc khan vậy. Vì mình cảm động và mình thấm nhập được lời kinh, và mình cái đầu mình nó nổ ra được những cái ý nghĩa trong cái đoạn kinh đó, mình mừng mình khóc. Có nhiều khi ban ngày buổi trưa yên tĩnh, Pháp Hòa ngồi và đọc một cái trang kinh, và tự nhiên trong đầu mình nó sáng lên những cái ý kinh đó đó. Pháp Hòa không thể đọc được nữa, lúc đó gấp quyển kinh lại và mình vui, mình đi ra đi vô trong phòng, mình lên bàn Phật mà cái tâm hoan hỷ của mình nó trùng khắp. Thành thử ra đại chúng mà thí dụ mình tụng kinh mà mình khóc là mình cảm xúc. Thí dụ có những đoạn kinh quý vị nghe quý vị khóc chết. Thí dụ như mà một ví dụ đơn giản là mình tụng kinh báo hiếu phụ mẫu, tụng tới cái chỗ mà con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì, nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ắt con phải chịu trăm phần thảm thương, trọn ba năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng, cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn, ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơ bần quản chi, con ốm đau tức thì lo chạy, giàu tốn hao đến mấy cũng đành. Nếu mình đã từng trải qua những giây phút đó, cuộc đời mình đã từng trải qua những đoạn kinh đó, đọc tới đâu mình thấy hình ảnh mẹ mình tới đó, đọc tới đâu mình thấy hình ảnh cha mẹ mình tới đó, ngồi khóc. Đâu phải khóc, mình khóc là vì mình cảm xúc với lời kinh. Ví dụ như cái bài sám mà ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ vượt bển ái hà. Có nhiều khi đọc cái bài đó mấy chục năm mà không khóc, tự nhiên có một ngày nọ lại khóc. Cho nên đừng có lo, không có những giọt nước mắt mình khóc cho tình yêu, cho sự nghiệp, thì có những giọt nước mắt mình khóc cho tâm, cho cái đạo, cho cái tâm, cho cái tâm linh của mình. Không có sao, không có, mình không có bị gì đâu. Nhưng mà đừng nghe vậy rồi cái khóc hoài. Mai mốt mình thành Phật, thành Bồ Tát, mình trở thành một Bồ Tát thường hay khóc. Tại sao chúng con phải lại tổ trước khi lại Phật? Cái này thường hay ở trong các chùa Việt Nam, trước khi ra bằng Phật tụng kinh là phải vô làm sao xá tổ, phải không? Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, trong một gia đình mình có ba, mình có ông nội, mình là con ở xa. Ông nội thì ở trong nhà chung với ba má, là ông nội trong phòng. Mình trước khi vô thăm ông nội, mình thăm ai trước? Thăm ba mình trước. Mình nói ví dụ vậy để cho mình dễ nhớ. Thì xá tổ cũng vậy. Phật là như ông nội, tổ như cha. Bởi vì tổ là gần mình nhất, tổ là người giảng dạy cho mình biết Phật là gì. Cho nên mình biết Phật thì nhờ tổ. Cho nên mình phải bày tỏ sự chào hỏi tổ trước khi mình gặp, vô mình gặp Phật, hay là mình chào ba trước khi vô thăm ông nội. Cũng giống như một cái người bác đi bệnh viện, đi tới văn phòng bác sĩ, trước khi vô gặp bác sĩ phải gặp cô thư ký, rồi cô thư ký cổ mới cho vô gặp bác sĩ, cổ lấy hồ sơ, vân vân. Thì cái chuyện mà mình xá tổ đó, xá tổ á, ý muốn nói là mình về cái thứ tự lễ nghi,
thì mình cảm ơn, tỏ lòng tôn kính đối với những người gần mình trước, rồi mình mới đến những người xa. Xa đây không phải là không bà con quen thuộc, nhưng mà những bậc trưởng thượng thì mình lễ sao vì mình phải xin phép các vị này. Còn đối với tại sao mà trước khi chúng ta xây lên xá tổ thì chúng ta đã đối diện với nhau, chúng ta đối diện với nhau, chúng ta xá nhau rồi chúng ta mới lên, hướng lên tổ, xá tổ. Rồi ra bằng Phật xá nhau rồi mới hướng lên xá Phật. Vậy thì tại nếu mà nói là, nếu nói cho đúng là mình xá mình rồi mới tới xá tổ. Tại vì mình xá nhau vậy nè, rồi mình xây lên bằng tổ, mình xá tổ. Trên cái chữ thì mình kêu là đi xá tổ, cho thật ra là mình xá nhau trước rồi mình mới xá tổ. Vậy thì tại sao mình xá nhau trước? Dù Phật hay là tổ, nhưng mà không có tổ và Phật nào gần mình nhất như mình với mình nha. Cho nên mình hãy kính trọng nhau trước đi, trước khi mình kính trọng một vị tổ bằng hình, một Đức Phật bằng tượng. Cho nên hai người đứng ngang nhau đây là tổ của nhau nè, Phật với nhau nè, Phật này, Phật này, Phật này, hàng ngày này, đối diện với nhau, làm việc với nhau, sinh sống với nhau. Cho nên xá Phật của nhau trước và mới hướng lên xá tổ. Cái câu hỏi này Pháp Hòa trả lời mấy lần ở ở những cái chỗ khác. À, phim Đức Phật có cảnh Thái tử Tất Đạt Đa thả cái bình bát trên sông, sông suối, coi có nổi và trôi ngược hay không thì bị chìm. Khi chìm xuống đáy suối thì nơi đó đã có nhiễm. Cái chìm rồi, ý nghĩa đó là gì? Và sao, thưa thầy? Thật thưa đại chúng, cái này là một cái lịch sử kể lại khi mà Đức Phật còn là một vị thái tử trên đường tu. Thì khi mà Ngài phát nguyện, Ngài mới muốn biết rằng trong đời này Ngài có thành tựu được những gì hay không, thì Ngài mới thả cái bình bát xuống sông, thì cái bình bát nó trôi ngược trở lại. Thì đại ý cái chuyện đó có thiệt hay không mình không biết, nhưng mà ở đây chỉ muốn nói một điều rằng những cái hiện tượng chỉ là những cái ấn chứng, hay nói lên cái ý chí, cái hình tướng đó, để nói lên cái ý chí của mình thôi. Ý chí của mình là đi ngược dòng, thay vì mình thuận dòng đời, là lớn lên phải có gia đình, có con rồi vân vân. Nhưng mà nếu mình đã chìm xong mình nổi, cái điều đó cũng giống như là mình đã từng sống trong trần tục, rồi hôm nay mình đã tỉnh ra, mình phát nguyện vượt ra ngoài cái đó, để mình tiếp tục mình phát tâm mình sống, cái điều đó tốt. Cho nên cái hình ảnh trong lịch sử đều là những cái hình ảnh để nói lên cái ý chí của mình, cái kiên định của mình. Cũng giống như là trong sử kể Đức Phật mất rồi, Ngài Ca Diếp về trễ. Thì khi đó Ngài Ca Diếp về trễ thì đã nhập quan Đức Phật rồi, Đức Phật đã, người ta đã mang để vô quan tài rồi. Vậy mà Ngài Ca Diếp khóc nức nở thì Đức Phật lại thò chân ra. Rồi Ngài Ca Diếp hôn chân Phật rồi thì Đức Phật rút chân vô. Cái đó cũng là một chuyện kể để muốn nói lên cái gì? Thứ nhất, nói lên cái sự tự tại của một Đức Phật. Hay muốn nói lên cái ý nghĩa thứ hai là khi mà tâm thành mình chiêu cảm. Nhưng bây giờ muốn chiêu cảm thì phải nói lên một cái ý nghĩa nào đó để nói vấn đề chiêu cảm, chứ nín thinh đâu có chiêu cảm được, đâu có nói lên được cái ý đó. Cho nên đó là Đức Phật đưa chân ra đó, Phật không có đưa chân đưa cẳng gì hết, nhưng mà cái đó là biểu tượng để nói lên cái tấm lòng chiêu cảm của mình đối với thầy của mình, vậy thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như hôm nay quý vị đến chùa và quý vị rất là tha thiết thành tâm, hết lòng thỉnh một Đức Phật. Do cái tâm chí thành của mình, cho nên rồi đủ duyên cái mình nhận được cái hình Phật. Thì cái đó là một sự chiêu cảm, là vì cái tâm chí thành của mình nó biểu lộ qua một cái gì đó mà mình bất khả tư nghị, ngôn ngữ bình thường nói không có được. Cho nên ai mà ở trong
Phật pháp mới nghiệm, mới nghiệm và mới mới có thể cảm nhận được cái điều này. Chứ còn người bình thường chưa có gì hết mình nói họ không cảm nhận được. Có những Phật tử người ta buồn khổ, người ta ước mong người ta nghe bài giảng nào để mà đúng với cái tâm trạng đau khổ người ta, thì tình cờ ta mở lên cái bài giảng đó đúng ngay cái tâm trạng đau khổ của người ta, thì từ đó người ta vững chãi lên, người ta tu tập. Cho nên cái gì đó mình không nói hết được. Con có dịp con về Việt Nam và đến viếng một ngôi chùa cổ và nghèo đang được tu bổ. Nơi đây chùa thờ nhiều Xá Lợi các vị thánh tăng. Con nhã ý kính thỉnh Xá Lợi về thờ, vị sư trụ trì hoan hỷ cho con thỉnh năm tháp Xá Lợi. Sau khi trở lại nước Mỹ, con đến chùa tại Columbus để xin chuyển Xá Lợi về chùa để thờ. Nhưng vị sư trụ trì không nhận và bảo Xá Lợi Phật đâu mà nhiều vậy. Hiện tại con vẫn thờ tại nhà, như vậy con có được phép thờ tại nhà? Và nếu không được phép thì con phải làm sao? Kính thầy cho con ý kiến. Trước hết, đối với những Phật tử nào mà chưa biết Xá Lợi đó, thì Thánh Hòa xin giải thích đơn giản. Xá Lợi được dịch từ chữ Xá Lợi là tiếng Phạn, được người Trung Hoa dịch cái nghĩa của chữ Xá Lợi là linh cốt. Linh cốt nghĩa là cái cốt, cái tro tàn, cái cốt đó nó có những cái điểm đặc biệt, cho nên chúng ta gọi là linh cốt. Mà không phải ai cũng có Xá Lợi, chỉ có Phật và hay là các bậc chân tu. Vì vậy cho nên Xá Lợi Phật rất hiếm, không ai dư cả chén đâu mà đi cho người hai ba viên chơi. Nhưng mà nếu như mình thành tâm mình nhận đó như Xá Lợi về thờ thì cũng có sao đâu, không sao hết. Đã thờ thì phải phụng, phải phượng, cho nên kêu thờ phượng. Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Bây giờ mình mang Xá Lợi về rồi, mình kính trọng đó như Xá Lợi rồi, thì quý vị cứ thờ như Xá Lợi. Bây giờ chùa không nhận, mình đem đi đâu? Thì mình phải thờ thôi. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói là cái đó nếu mà thật sự là Xá Lợi thì đó cái duyên phước của mình. Còn Phật tử mà mình có được cái chánh kiến tuệ giác thì mình phải biết rằng không ai có Xá Lợi đâu mà rất nhiều, để mà đem đi cho mình một cách đơn giản như vậy. Nhiều khi người có một viên Xá Lợi, xin lỗi, người ta đem bạc triệu tới mình cũng không được. Tại vì trong đời mình giữ được một viên Xá Lợi Phật, phải nói đó là cái phước đặc biệt nhiều đời của mình. Quý vị tưởng Đức Phật cách mình 1,000, 2,000 mấy trăm năm nay, và chúng ta mà Phật tại Ấn Độ, rồi Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt tại Ấn Độ suốt 500 năm bởi Hồi giáo. Đạo Hồi diệt Phật giáo từ thế kỷ thứ 12, trải dài đến thế kỷ thứ 18 đạo Phật mới phục hưng một chút. Vậy thì Xá Lợi không phải dễ có. Thì thôi bây giờ nếu mình đã có thì quý vị cứ thờ. Cũng giống như những Phật tử có những câu hỏi là hồi chưa quy y, chưa biết Phật pháp, thờ ông thần tài, thờ ông thổ địa. Bây giờ con biết Phật pháp rồi, con có nên thờ nữa hay không? Không lẽ quý thầy nó thôi dẹp. Thì nếu như trường hợp mình đã thờ rồi, bây giờ quy y Tam Bảo rồi, cũng cứ giữ đó mà thờ. Còn nếu ai chưa thờ thì khỏi, chứ không thể nào bị chúng ta đang thờ dễ dẹp, đúng không? Cho nên cái cách đó không phải cách của mình. Nếu quý vị đã thờ thì thôi, có thờ là có kính, có tôn trọng, có kính còn đỡ hơn mình phỉ báng. Nghĩ vậy đơn giản.
Còn nếu mình đã là Phật tử quy rồi mà chưa nhà chưa có thờ thần tài thổ địa thì khỏi thờ. Vì mà cái người mà thờ thần tài mà giàu đó thì cái ông làm tượng thần tài phải giàu nhất. Ổng còn phải đi làm từng tượng ổng bán mà. Thì làm sao người thờ mà giàu được? Cho nên mình thờ thần tài thổ địa chẳng qua là mình thờ cái ý. Mình có tiền của mà mình biết sử dụng tiền của một cách đúng đắn, một cách khôn khéo là mình là thần tài của mình. Nhà mình là làm chủ một căn nhà, mình giữ gìn cái hạnh phúc cho ngôi nhà mình được ổn yên, mình là thổ địa. Thổ địa là mình vì mình đang làm chủ cái ngôi nhà, cái mảnh đất mình đang ở. Còn nói đúng nữa là mình ai cũng có một mảnh đất tâm, ráng mà giữ đất tâm đó là thổ địa. Và ai cũng có tài năng của chính mình, gia tiền bạc của mình. Thế gian ta trọng 7 thứ: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người Phật tử có 7 thứ tài sản ngang hàng với cái đó: là niềm tin, là tinh tấn, là biết lắng nghe, tính, tấn, niệm, văn, khinh an, hỷ, xả. Thế gian người ta có 7 thứ tài sản đó, người Phật tử có 7 thứ tài sản này. 7 thứ kia càng xài càng hết, 7 thứ này càng dụng càng xài càng tăng trưởng. Càng tinh tấn thì càng giàu có sự tu tập, càng giàu có sự nghe thì càng có của. Cho nên Phật Pháp đặc biệt là càng xài thì càng nhiều chứ không có mòn. Tiền của càng xài càng hết. Xin Thầy vui lòng giảng cho con hiểu rõ làm thế nào tha thứ cho người dễ dàng, mà phải tha thứ thật sự, gặp mặt người mình xem như không có chuyện gì xảy ra. Và hạnh nhẫn nhục phải nhẫn nhục như thế nào để tâm mình được yên vui tự tại? Hôm qua giờ mình nói cái này nhiều lắm. Khi mình độ người ta nghĩa là mình độ mình rồi. Mình tha thứ cho người ta là được tha thứ cho thật sự. Ngay cái giây phút mình khởi tâm tha thứ là mình đã tha thứ cái người đó ra khỏi lòng mình. Mình hết khổ buồn vì cái người đó rồi. Còn nếu mà mình nói theo Phật Pháp á, với cái nhìn của Đại Thừa Bồ Tát á, người làm khổ mình chính là người thành tựu sự nghiệp tu hành cho mình lớn nhất. Vì không có họ không có mình. Ví dụ nha, ngày nay mình đi chùa là tại vì mình đã từng bị người kia làm khổ, cho nên mình mới lang thang tìm vô chùa. Và kể từ khi mình biết chùa, tâm mình vui trở lại. Cho nên có bài hát là gì đó, khi con tim vui trở lại. Thì bây giờ ngược lại mình phải cảm ơn cái người đó. Nếu không có người đó làm khổ mình, chắc gì mình lang thang vô chùa. Cho nên nếu mà đứng với cái nhìn tương tức, không có cái này thì không có cái kia, không có cái này. Thí dụ như Pháp Hòa không đến thì quý vị cũng không có tập hợp. Mà bây giờ mình có tập hợp, Pháp Hòa có đến mà mình không có cái chùa Bảo Lâm đứng ra tổ chức thì cũng không có. Thấy không? Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Nó là sự tương tức mà. Nó là sự tương tức mà. Thật ra không có cái này thì sẽ không có cái. Mà mình cái người không có buồn thì không bao giờ có sen. Nhưng mà khi nhìn sen đẹp, đừng quên sen từ buồn. Cho nên người ta thường nói đó, khi mê buồn vẫn là buồn, ngộ rồi mới biết trong buồn có sen. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Người có tiền mà có tâm sử dụng thì tiền không có hề sai quấy. Bản chất tiền nó đâu có tội lỗi. Mà mình thiếu cái tâm mình sử dụng tiền thì tiền nó thành ra lỗi. Cho nên khổ đau cũng chưa chắc là khổ, tại mình không nhận nó như là thì mình khổ thôi. Chứ bản chất không có gì khổ cả. Ví dụ như bình hoa này, bản chất nó không hề có khổ.
Nhưng mà cái người ngồi trước mặt này không thấy được thầy nói chuyện cho nên khổ quá trời. Vì cái bình hoa này nó cản trở tôi, chứ còn bản chất nó có khổ gì đâu, phải không? Rồi cái người mà mình đi ngang mình gặp, rồi mình để ý mình xin số phone, người đó không hề có ý gì với mình hết, tự mình dính người đó, rồi mình đi theo người ta mình xin số phone, rồi mình làm quen, mà ông ta làm quen với mình cái tự nhiên mình khổ một chiều. Người đó có hề vung vãi cái chất khổ gì cho mình đâu, nhưng mà tự mình gắn mình vô người đó, rồi mình xin được làm cái gì với người đó mà người đó từ chối mình, cái mình bị hai cái chữ từ chối cho mình khổ. Cho nên cuộc đời này á, chữ khổ là tại vì mình không chấp nhận nó mới khổ. Ví dụ như người ta ăn canh khổ qua, cái người mà ăn được canh khổ qua thì khổ qua ngon quá, còn người không ăn được canh khổ qua thì khổ qua đắng quá. Người ăn được ớt, ớt ngon quá, ớt thơm quá, ớt cay quá, người không ăn được thì cay quá, khổ quá. Như vậy ớt nó không hề có cái tính chất khổ trong nó, mà hãy ai thích nó thì vui, ai không thích nó thì khổ. Bây giờ nói cho cùng, cái khổ là tại sao? Tại mình không bằng lòng với cái người đó thôi, mình khổ. Mà nó chấp nhận được người đó là mình khổ. Chứ còn người ta có nói gì đâu, người ta có bình thường. Cho nên mình phải tập nhìn mọi người, mọi việc nó như vậy. Hồi nãy Pháp Hòa có nói đùa đó, cái gọi là cái gì, buồn nào rồi cũng sẽ qua đó, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào đó. Thì bây giờ mình cũng quán một cái nữa nè, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Nếu mà nói cái khổ trên vũ trụ này, người ta khổ còn gấp ngàn lần mình nữa kìa. Và cái vũ trụ này nó đầy bụi cát, mình chỉ là một hạt cát trong cái vũ trụ này. Mình buồn, nhưng mà so lại mình vẫn còn ở nước Mỹ, mình vẫn có xe ly, mình vẫn có ăn, mình vẫn đủ thứ những vật chất khác. Có những người người ta buồn khổ cả thân và là cả tâm. Nhà đã nghèo rồi, gặp chồng cờ bạc gây nợ, gặp con hút sách xì ke, buổi sáng mở cửa ra 2-3 cái nợ nó tới nó đòi một lúc, mà mình không hề gây nợ. Thiên hạ gây không? Chồng con mình gây, mình phải trả. Vì so cái khổ của mình với cái khổ của cái cô đó, ai khổ hơn ai? Phải không? Thành thử ra nó có cái bài hát đó, người giàu cũng khóc. Đâu phải chỉ có người nghèo mới khóc. Chưa chắc giàu mà người ta hạnh phúc, mà chưa chắc nghèo đã là không hạnh phúc. Quý vị qua Ấn Độ, quý vị thấy người nghèo, quý vị chắc lưỡi, thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà thật sự họ là những người hạnh phúc nhất trên đời này. Tại vì họ không có sợ, không có gì để sợ mất. Họ không có gì để phải tốn tiền bảo hiểm. Còn mình vì có quá nhiều cho nên mình cũng tốn tiền quá nhiều cho những cái bảo hiểm. Đi thì phải khóa cửa, set alarm, rồi phải connect với cảnh sát, hàng tháng phải trả tiền. Mua xe mới bảo hiểm 2 triệu, đủ thứ hết, nhiều cái gì, nhiều cái đó thì cái kia nó cũng xanh. Cái này xanh thì cái kia xanh. Còn họ sướng lắm, không có gì để khổ hết. Một miếng cơm, một chút đậu nấu với cái nước cà ri, vét ăn hạnh phúc vô cùng. Thậm chí mỗi người một cái gáo nước lọc vậy nè, xúc cái miệng rồi cũng gáo đó uống rồi, xong đưa tay qua cho người khác, người khác cầm gáo đó xúc uống tiếp, mà ngày tới tối gáo đó không có rửa vậy đó, mà khỏe mạnh vô cùng. Còn mình bây giờ là cái gì à, phu con đan nấm linh chi ngàn năm, ôi cha kem này kem nọ đủ thứ chét lên, mà nhăn nó vẫn nhăn, nám nó vẫn nám. Họ hạnh phúc vô cùng, họ không có gì để sợ mất, tại chẳng có gì để mà sợ mất, chẳng có gì để phải gọi là bảo hiểm. Cho nên mình nói dụ bây giờ cái người đó mình không có tha thứ được. Thôi là thường hay nói, nếu mình không thương được người đó thì mình cứ coi người đó bình thường, chứ đừng có ghét. Tại vì ghét là một cái khổ cho mình. Nếu mà không thích người đó, cứ coi người đó bình thường, gặp bình thường, không có gì đỡ hơn là mình phải ghét.
Cho nên một á là mình bình thường, hai là phải phi thường. Phi thường á là người ta chọc mình, người ta làm đủ cách mà mình vẫn không gì hết, đó là phi thường. Còn bình thường là coi người đó bình thường, còn đừng làm người bất thường. Người bất thường là gặp họ cái bắt đầu mình đổi sắc. Đập gặp họ là mình đổi sắc, là mình bất thường. Người ta chào mình cái mình chào lại, ta không chào cái mình thấy mình đi luôn, thì mình cũng bất thường. Có nhiều khi mình nói những câu nghe rất hay, chị biết không, nó gặp tôi nó không chào, bữa tôi ghét tôi đâu chào. Ôi, mình tưởng là mình hay lắm. Xin lỗi thưa đại chúng á, cái đó không phải bình thường mà là tầm thường. Tại vì người ta nói vậy, mình nói vậy là tầm thường. Còn mình giữ tâm mình bình thản là bình thường. Người ta xấu với mình vẫn không, mình chứ nhiều khi mình còn phải đối tốt hơn nữa đó, cái đó là phi thường. Còn mà mới người gặp người ta chưa nói gì hết là mình sắc diện mình đổi là bất thường. Và mình cứ như vậy hoài, cho nên mình thường thường. Nhớ hết giờ báo nha. Hợp đồng tới chiều nay thôi đó. Xin thầy cho con biết Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới xong rồi học giữ giới, hay học giữ giới xong rồi thọ Bồ Tát giới? Mo hả? Chuyện làm ăn là hơi lỗ. Bây giờ là không phải tiểu bang ô hai ồ mà ô mày gót. Ô mày đu đà. Cái câu hỏi là một Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới rồi mới học giới, hay là học giới rồi mới giữ giới? Cả hai đều cần. Phật tử tại gia có ba cái tầng lớp để thọ giới. Một bước đầu là ngũ giới, là năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Bước thứ hai là mười giới, ba nghiệp thân miệng ý. Từ ba nghiệp thân miệng ý chia ra mười: thân ba, miệng bốn, ý ba. Bước thứ ba là thọ Bồ Tát giới, gồm có sáu giới trọng, 28 giới nhẹ. Thường thường á, trước khi Phật tử thọ giới, quý vị cần nên học giới trước, học cái giới Bồ Tát đó, để mình lượng sức mình có giữ được không, và mình hiểu rõ tường tận cái giới đó rồi trước khi mình phát tâm. Và khi phát tâm thọ giới rồi, thấy không? Trước khi mà thọ giới xong rồi thì học giới tiếp tục, để làm cho cái giới mình giữ đó nó càng ngày nó càng trong sáng hơn. Cho nên học giới rồi thọ giới, thọ giới rồi nghiên cứu học sâu hơn nữa. Cũng giống như á, trước khi vô đại học phải nắm được cái chương trình của đại học, mình theo cái ngành đó là tổng cộng bao nhiêu năm, và trong suốt bao nhiêu năm đó mình thứ lớp tuần tự mình học những môn gì, để đi đến cái ngày mình thành tựu cái bộ môn mình muốn. Nếu mình cảm thấy mình ok, đăng ký vô học, và kể từ đó mình thứ lớp học theo. Chứ không có ai không biết gì hết mà nhảy vô một cái ngành nghề mà mình không phải biết cái đó, mình thích cái đó mà phải đi nghiên cứu về cái ngành đó. Cho nên đặc biệt với Bồ Tát á, đừng có nghĩ rằng thọ giới rồi mới được học. Đặc biệt với Bồ Tát là phải học giới rồi mới thọ. Cho nên những cái chỗ mà ta truyền Bồ Tát giới, mà ta truyền kỹ đó, là mình phải tới đó mình ở trước bao nhiêu ngày, mình học giới nó sơ sơ, sau đó rồi mình bắt đầu phát tâm thọ. Còn ai đó mà bị lùa vô thọ, đang đi xớ rớ ngoài sân vậy á, trong này trống người quá, đẩy mình vô thọ, thọ đi con, thọ tốt á, thọ Bồ Tát giới tốt á,
con có phước lắm, con mới được gặp cái giới đàn này á. Dạ bác, vô làm Bồ Tát hả bác? Trời ơi, tới hồi vô đó rồi ngồi đứng hình, tại vì nghe những cái giới hoàn toàn mình không làm được gì hết, cho mình không biết gì hết, là cho ai đẩy mình vô. Là có nhiều khi ở trong này thầy truyền thì giới sư thì 10 mà giới tử có 1, mà thấy nó lỏng lẻo quá, ra ngoài coi có ai kéo vô. Cái đó kêu tu hú đó. Con có làm chung với người chủ mà người chủ rất khó tính và quạ quọ, cái gì cũng khó khăn, xin thầy quan hỷ chỉ giúp con cách vượt qua để không phiền não thì khỏi gặp chủ nữa. Cách giải quyết tốt nhất và gọn gàng nhất. Thật sự ra đó, trong kinh Phật có dạy, quý vị có rảnh là nên đi tìm cái bài kinh đó đọc. Bài kinh này có cái tên là Kinh Thiện Sanh. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Bấm Google Kinh Thiện Sanh. Thì trong Kinh Thiện Sanh nó có dạy á, năm cái đức mà người chủ phải đối với người làm, và ngược lại năm cái đức người làm phải đối với chủ. Ngoài ra còn nhiều nữa: thầy đối với trò, trò đối với thầy, cha đối với con đối với cha, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, nhiều thứ trong đó lắm. Nhưng mà ở đây á, nếu như mình gặp một người chủ khó khăn, nhưng mà mình cũng đôi lúc mình cũng quán lại, hằng ngày mình là những người làm ở trong đó, mình phải hiểu được cái tính người chủ để mình giảm đi cái tính quạ quọ của họ. Đó cũng là một phần độ. Cái thứ hai là mình quán lại mình, để mình xem coi mình là người làm, nhưng mình có làm gì để cho người chủ này thường bất đồng với mình không. Rồi lâu khi mình cũng phải an ủi mình câu là thôi kệ, vô đây 8 tiếng kiếm tiền chứ không phải 8 tiếng kiếm chuyện. Một nắm muối vào chung nước nó sẽ mặn, nhưng nếu một nắm muối này thả vào dòng sông thì nắm muối này không nghĩa gì. Một cái chuyện nhỏ nó đến với tâm người lượng nhỏ thì nó trở thành cái chuyện to. Còn nếu như mà việc gì nó đến với tâm người rộng thì cái việc nó cũng bình thường. Người ta khó chịu, thôi thì mình chịu khó. Người ta khó khăn thì mình bỏ khó lấy khăn. Có nhiều khi trong cuộc sống còn hai con mắt khóc người một con. Có nghĩa là mình cuộc sống á, nhiều khi mình tránh vỏ dừa gặp cái vỏ dưa, chạy ông mồ mắt ông mã. Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải cái hồ cổng mẹ chạy ra. Vân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Vân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải ông mồ cổng mẹ chạy ra. Thành thứ ra cuộc sống của mình á, nhiều khi á, nếu mà đã nói là cuộc sống của con người thì chúng ta không có cái này cũng sẽ có cái khác. Cái cõi đời này được Đức Phật gọi là cõi ta bà. Ta bà là gì? Là mấy bà của ta.
Đừng có hiểu nghĩa đó, chết em à. Chữ ta bà là tiếng Phạn. Nghĩa của chữ ta bà là kham nhẫn. Mình sống ở đời là phải kham nhẫn. Nhiều khi ăn cơm Chúa phải múa tối ngày. Thường người ta nói vậy mà. Thấy không? Con vua thì được làm vua. Con sảy ở chùa phải quét lá đa. Em nhận lời qua đây với danh nghĩa là nói chuyện, nhưng sáng em cũng biết thân, 4:30 em cũng dậy, rồi em ra ngồi đây em ngã nghiêng ngã ngửa với thầy tụng. Tại hồi sáng thầy tụng lăng nghiêm, thầy tụng nhanh quá em tụng không kịp, em lăng nghiêng. Không có cái gì trong cuộc đời này mà chúng ta làm mà nó dễ dàng hết. Và thậm chí quý vị đại chúng mình phải để cái câu này trong lòng: lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy kẻ đối tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự nghịch làm chỗ, làm đà tấn thủ. Bởi vì nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Thì ở đời làm việc đừng cầu mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng kiêu căng thường nổi dậy. Cho nên nhờ có những cái đó để mình thúc liễm mình lại. Cho nên á, bây giờ quý vị kiểm cho kỹ, từ cuộc sống giữa cha mẹ mình với mình. Hồi đó mình sống với ba, với mẹ, mình rất là phiền não tại vì ba mẹ khó khăn với mình. Mong cho có chồng cho rồi. Tới hồi có chồng rồi, gặp cục nữa. Nhiều khi mình muốn có chồng quá mà không dò xét kỹ. Pháp Hòa gặp những trường hợp đó. Rồi giờ nói tại đó con ở với ba con khó quá. Con mong có chồng cho rồi cho nên có người đã hỏi con chịu liền. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy để rồi đại chúng thấy rồi cái mình gặp khó khăn ở trong gia đình giữa mình với chồng. Xong rồi mình đi làm giữa mình với chủ. Rồi mình có con, có thể giữa mình với con, giữa mình với chị em, giữa mình với người làm. Nói chung là cuộc sống này, nếu muốn nói là chúng ta gặp khó khăn với người này người kia, gặp đủ, thậm chí chán quá, buồn quá, thôi vô chùa công quả, rốt cuộc gặp tiếp. Thoát không? Có bộ phải bộ chùa là Tịnh Độ Tây Phương nè. Không có. Và cuối cùng thôi giờ có một câu thơ bỏ túi xài chơi: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng gì đó, thằng khùng thằng điên. Cái câu đó là chỉ để muốn nhắc nhở mình thôi. Trong cuộc sống này, mình quan trọng là mình, quan trọng là mình, cái cách mình tiếp nhận nó. Thôi thì bây giờ mình nghĩ vậy nè, bà chủ bà khó khăn vọ vọ với mình, âu bà cũng có nhiều vấn đề trong gia đình. Bà gia đình bà mà yên thấm chắc không phải vậy đâu. Nhiều khi con người mà người ta khó với mình, người ta cũng có hoàn cảnh người ta. Trong kinh Phật dạy á, cái người mà lời nói không dễ thương mà hành động không là mà dễ thương, thì mình là người có trí, đừng có quan tâm lời nói, phải quan tâm hành động để mình thương được người đó. Nếu người nói không dễ thương mà hành động dễ thương thì đừng có để ý hành động, để ý lời nói. Ngược lại, nếu người mà lời nói dễ thương, hành động không dễ thương, đừng quan tâm hành động, hãy để tâm lời nói. Nếu người nào lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, nhưng mà trong tâm họ còn một chút dễ thương, thì hãy thương cái chút dễ thương đó. Có nhiều khi có nhiều người, người Việt Nam mình thường nói là cái gì đó, khẩu xà tâm Phật, khẩu Phật tâm xà gì đó. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà.
Có nhiều khi á, cái người lời nói hành động họ không dễ thương mà trong tâm họ dễ thương. Rồi bây giờ nếu như trường hợp cái người đó mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương mà trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương, người đó mình còn phải thương dữ dội nữa. Tại vì người như vậy là người rất đau khổ. Tại vì chính bản thân họ tuôn ra là quậu quọ, lời nói khó nghe, trong lòng họ đâu có cái gì mà dễ thương đâu. Họ là cái người chứa cái đó, họ là người khổ hơn. Hôm qua giờ mình nói đó. Cho nên khi mình tốt với người ta, người ta là cái người thứ hai nhận cái tốt đó. Nhưng mà người đầu tiên nhận cái tốt đó là chính mình, vì trong tâm mình khởi cái niềm vui đó. Còn cái người mà dễ thương, hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm tư cũng dễ thương mà mình không thương được người đó thì mình quá dài. Đó là trong kinh Phật nói. Kinh đó gọi là kinh diệt trừ phiền giận. Quý vị Google có bài kinh đó. Kinh diệt trừ phiền giận. Và trong kinh đó dạy rất kỹ và đem những cái ví dụ để cho mình hiểu. Cho nên một cái người mà họ sống lúc nào họ cũng tuôn ra những cái lời nói, những hành động đau khổ thì mình biết chính họ là người khổ đau dữ lắm. Giống như mình mời khách tới nhà, muốn mời khách ăn mà dọn ra đụng vô món nào cũng đồ hết hạn hết, thì trong tâm mình cũng vậy. Cho nên những người đó mình phải thương. Đó là gì biết không? Được như vậy đó, nhà Phật gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chữ đại không có nghĩa là lớn không. Chữ đại có ba nghĩa. Thứ nhất là lớn, thứ hai là nhiều, thứ ba là vượt trội. Cái mà mình, cái tâm mình vượt trội những cái bình thường mới gọi là đại. Ví dụ như cái người đó to xác cũng kêu đại, đó mới xác to thôi. Nhưng mà cái người rất nhỏ con nhưng mà tâm trí rộng lớn, người đó đại. Tại vì người đó thù thắng hơn tất cả. Cho nên chữ trưởng giả là nhà giàu. Nhà giàu không có nghĩa là giàu của mà kêu trưởng giả nha. Người muốn thành trưởng giả phải hội đủ ba điều kiện. Một là giàu, hai là tuổi phải cao, ba là đức độ phải lớn. Lòng rộng lượng phải có. Giàu mà khinh thường người khác thì cái đó chưa gọi trưởng giả. Cho nên ở đây thôi, bây giờ mình là Phật tử. Phật tử là gì? À, nghĩa thông thường là con Phật. Nhưng mà nghĩa sâu sắc theo kinh điển là ông Phật sẽ thành. Bởi vì chữ tử là hạt giống, là chủng tử. Phật tử nghĩa là người có chủng tử thành Phật. Mỗi ngày mình thắp cây hương cho Phật, nhìn cây hương quán chiếu, con nguyện để lòng con thanh thản như khói hương và không để lòng con nặng nề như tro bụi. Cây hương nó nói hai ý nghĩa: nặng như tro rớt, nhẹ như khói bay. Vậy thì thắp cây hương là cho mình tu tập. Phật thơm đâu chưa biết, nhưng mà nhờ mình sống như vậy cho nên mình có hương liền. Cho nên cây hương mà thắp Phật là hương của giới, hương của hạnh. Không hương nào bay ngược được gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Thôi tạm vậy đi ha. Con rất thích nghe Phật Pháp online. Hằng ngày con nghe từ 2 tới 5 tiếng. Con nghe mọi lúc mọi nơi, lúc rửa chén nấu cơm ủi đồ, lúc đánh răng vân vân. Nhưng sao con không thích đến chùa gặp mấy người Việt nói chuyện tùm lum. Con không thích đọc kinh vì con không hiểu và kinh đọc mau quá. Con thờ Phật ở nhà và nghe Pháp một mình. Con hình như có vấn đề gì đó phải không? Hỏi xong rồi. Cái vấn đề của mình là cái vấn đề mà không biết mình làm gì. Thưa, thật sự ra đó,
mình nghe pháp thì cũng tốt, nhưng mà mình nghe dồn dập á, đôi khi nó cũng không hay. Cũng giống như ăn mà ăn dồn dập nó phát ách, nó bội thực. Mà thậm chí là bưng con thầy vô luôn chỗ đánh răng mà vừa có một bác Phật tử viết trở qua cái thơ: thầy có biết không, tối nào con cũng ôm thầy ngủ. Tại vì cái ai phá đó, may là bác đó nha. Thật sự ra đó, mình nghe pháp á, mà đến khi nào mình sống được đơn giản như vậy, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức, nghĩa là cái lời Phật dạy, cái lời pháp đó, hay là cái tuệ giác sống theo lời Phật đó, lúc nào cũng có với mình, dù ngủ hay thức. Còn cái vấn đề mình nghe pháp tốt không sao, nhưng mà mình phải điều độ cái thời giờ của mình. Cái kế nữa đó, mình phải hiểu nghe pháp và đi chùa là hai việc nó cần làm. Vì sao? Tại sao mình phải tới chùa? Vì chữ chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Chùa là cái nơi gần gũi với cái thiện, trợ duyên cho mình xa cái xấu. Nhưng mà trước khi mà mình thành tựu được cái đó, mình phải nhờ người ta đục đẽo gọt bào. Một khúc gỗ không gọt, không dũa, không đục, không ấy thì không ra tượng Phật. Để ngoài sân mãi mãi là khúc gỗ. Nhưng nếu người ta đi ngang, người ta đục một cái, người ta đi ngang, người ta đẽo, đẽo riết ra ông Phật, bắt đầu quỳ xuống lại. Nhưng mà trước đó nó không là ông Phật thì chỉ là khúc gỗ. Thậm chí người ta leo lên đó, ta ngồi nữa. Nhưng mà hễ cái khúc gỗ đó được đẽo thành tượng Phật thì nhất định mọi người phải chắp tay cung kính. Mình đi chùa là một khúc gỗ còn nguyên. Sau thời gian đi chùa, nhờ nhiều người đục quá, đẽo quá, mài dũa quá, làm Phật. Có đi chùa mới biết chùa vui. Cái câu ta nói đó, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Đó là Pháp Hòa nói cái hạnh, cái pháp hạnh mình đi chùa để tu cho mình nha. Còn nói trên phương diện hộ trì, chùa thờ đủ ba bảo: Phật bảo, kinh điển là pháp bảo, nuôi dưỡng cộng đồng tu học là tăng bảo. Mình là một phần của tăng, mình đến để hộ trì cho tam bảo được hưng thịnh. Ai cũng nghĩ giống mình, rồi không ai thèm đi chùa hết, cuối cùng thành chùa Bà Đanh. Phải không? Cho nên ở Việt Nam mình nó có cái chùa kêu là chùa Phật cô đơn. Trời đất ơi, Phật gì mà cô đơn? Chỉ có mình cô đơn, chứ Phật làm sao mà cô đơn được. Phải không? Cho nên thưa đại chúng á, quý vị đi chùa trên cái hình tướng là mình hộ trì để duy trì tam bảo đạo tràng. Còn sâu một chút nữa là trợ giúp cho mình trên phương diện tu học. Nhưng mà rồi tất cả mọi người cũng lắng nghe những cái feedback, tức là những cái mà người ta có cái lời bình phẩm, là có đôi khi trong chùa người mình hay nói lung tung để làm cho người khác nản lòng. Thì bây giờ mỗi thành viên Phật tử mình phát tâm, chuyện gì cần nói mình nói, chuyện thị phi thế sự mình giảng. Còn nếu như chuyện đó nó xảy ra, mình là người nghe thì phải học như là Tổ Huyền Giác nói. Phải không? Tổ Huyền Giác nói á: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, mặc kệ cho người dèm pha phỉ bán. Tùng tha bán, nhậm tha phí. Thì tôi nhìn như là người cầm cái đuốc đốt trời, đốt không cháy trời, một lát tro tàn nó rơi xuống, nó phỏng cái da tay.
Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Bì là da, cho nên mình có cái món bì á. Bì là da đó. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Tôi nghe như là uống nước cam lộ, ngã văng khắp tợ ẩm cam lộ. Tiêu dung đốn nhập bức tư nghị. Uống nghe bao nhiêu tiêu mòn vô trong thân tâm tôi, không thể nào suy nghĩ được. Tại vì tôi nghe nhưng mà tôi bình thản lắm. Tôi biết tất cả các cái pháp, pháp nào cũng là pháp để tu. Cho nên vị Phật tử này không có vấn đề gì đâu. Chỉ có cái vấn đề là chưa dung thông được giữa cái hành và cái tu, giữa cái học và cái tu. Nghe pháp là gì biết không? Nghe pháp là pháp học. Đi chùa là pháp hành. Vô trong này cho người ta đục đẽo. Mình nhận được là pháp hành. Vì mình nghe suốt ngày 5 tiếng đồng hồ, đánh răng cũng nghe. Đánh răng cũng nghe, ủi đồ cũng nghe. Thì đó là pháp học chứ gì nữa. Đi chùa là pháp hành. Phật tử phải hai pháp. Quý vị ngồi nghe suốt 2 giờ đồng hồ là mới pháp học à? Lát nữa mới biết là pháp hành tới đâu. Ra tới cửa, trời ơi đôi dép tôi mất rồi. Bắt đầu lăn xăng đi kiếm chị có nhìn. Rồi cuối cùng kiếm không được đôi dép, nó nói trời ơi trời, chùa gì kỳ quá. Để hở thì rinh, để kỹ thì rình. Nếu mà mình đi chùa mà mình lỡ lạc cái đôi dép, mình làm như là ông Gandhi bên Ấn Độ vậy. Ông bước lên chiếc xe lửa, lỡ chân tuột một chiếc dép rơi lại, cửa xe lửa đóng. Ông đâu có chạy lại kịp. Ông lột chiếc dép dưới chân, ông quăng trở lại cái chỗ đó. Tôi nói ông này chắc khùng. Ông nói không, tôi giữ một chiếc dép tôi đâu có xài được đâu. Người kia lượm được chiếc dép kia cũng có xài được đâu. Tôi giục lại luôn cho ta lượm 2 chiếc ta xài. Chừng đó mình biết pháp hành mình tới đâu. Trời ơi trời, tôi mới mua cái áo tràng mai giải tốt gì đó mà giờ mất tiêu rồi. Trời ơi, ai cũng biết lựa ghê ha. Bộ con mình biết lựa à? Thì mình biết đồ tốt, cái người kia cũng biết đồ tốt mà thôi không sao. Lấy áo tràng về mặc tụng kinh, mình cũng có phước. Người ta đi chùa xong rồi ta nói chị cơm ngon quá, chị cho em hộp nữa không, ăn dữ vậy. Ta mới xin hộp cơm nữa. Mình cho người ta thêm hộp cơm, người ta ăn 11 giờ hết hộp cơm mà người ta thấy cơm ngon, người ta xin hộp đó về, chiều nay người ta thêm bữa chay nữa. Mình có phước không? Mình hạ tiện hộp cơm, người ta nói không có cơm tôi đi ăn phở. Thì mình không có giúp cho người ta, cho nên ta xin thêm hộp nữa, phải trợ duyên cho người ta. Cho nên mình mà cái tâm của mình rộng được một chút á, thêm được người ngồi. Rồi quý vị cứ nghĩ ví dụ vậy đó. Giống như bây giờ cái chùa này nè, thật sự bây giờ mà nếu 100 người nữa vô ngồi vẫn được. Phải không? Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mình pháp học là đã đầy, bây giờ cần pháp hành. Cần pháp hành là những lúc đó mình sẽ biết rằng mình hành tới đâu. Mình tự mình hành mình, rồi mình hành người khác. Chà, sao linh quá. Mới nói hành tự đây nó lọt ra chữ hành. Thưa thầy, Quan Hỷ trả lời câu hỏi hạnh Quán Thế Âm và hạnh Phổ Hiền khác nhau sao? Tất cả chư Phật Bồ Tát phải có hạnh. Hạnh là gì? Tiếng Anh dịch là action. Hạnh là cái behave, ai cũng phải có. Nhưng mà Đức Quan Âm, đặc thù của Đức Quan Âm là hạnh từ bi.
Đặc thù của Đức Phổ Hiền là hạnh lăng xả, đưa tay vô làm. Nhưng mà hai Bồ Tát không thể tách, không thể nói Quan Âm riêng, Phổ Hiền riêng. Mỗi vị có một đặc trưng, nhưng mà một việc làm mà làm phải có những cái hạnh đó. Ví dụ Phổ Hiền là luôn luôn cứu giúp, mà thiếu lòng từ bi thì sao cứu? Cho nên phải có Quan Âm trong hành động của mình, thì Quan Âm là từ bi, Phổ Hiền là việc làm, hai hạnh rồi phải không? Nhưng mà nếu mà Phổ Hiền có Quan Âm mà không có Địa Tạng thì cái nguyện làm không tròn. Ta mới làm được có mấy cái bà đó, bà nói này nó kia, cái bà đó khó chịu quá thôi tôi nghĩ. Nhưng mà nếu mà Địa Tạng mà làm tới nơi tới chốn là Địa Tạng giữ cái nguyện đó. Tôi đã hứa tôi làm rồi, người đó có đối với tôi làm sao thì tôi vẫn cố gắng tôi làm. Cho nên phải có hạnh nguyện của Địa Tạng. Nhưng mà nếu mà Địa Tạng có mặt, Quan Âm có mặt mà không có Phổ Hiền có mặt, mà thiếu văn thù, văn thù là trí tuệ, thì làm sao biết cách nào để làm? Có trí mới biết cách. Cho nên từ bi phải biết cách, biết cách nào để mình sử dụng từ bi. Thương con mình quá, muốn cho nó ăn, thương con là từ bi, đút cho con ăn là Phổ Hiền. Nó ăn thiệt là lâu mà ngày nào cũng phải ráng làm là Địa Tạng. Nhưng mà giờ không biết cách làm sao cho nó ăn, vận dụng trí tuệ vô chút nữa. Con có một muỗng à, con có ăn hết muỗng này đi. Con ăn muỗng muỗng này cho mẹ. Lát ăn xong con ăn muỗng này cho ba. Con ăn muỗng này cho ông nội. Con ăn muỗng này cho bà nội. Hết nhà đem ra hết, hết chén cơm. Đó là văn thù. Văn thù là trí tuệ. Bồ Tát Phổ Hiền là hạnh nguyện, Địa Tạng là cái nguyện, từ bi là Quan Âm, mà làm mà vui vẻ là Di Lặc. Cho nên năm ông Bồ Tát đó phải có trong mỗi việc làm của mình: từ bi, trí tuệ, lời nguyện, việc làm, hoan hỷ. Còn nếu mà nói thêm một người nữa là Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là hùng lực, dũng cảm. Cho nên các vị này một mà tất cả, tất cả là một, không thể thiếu. Giống như chùa thờ Quan Âm Địa Tạng, sao không Quan Âm Thế Chí và lại Quan Âm Địa Tạng? Đây là cách thờ của người Á Đông, Việt Nam và Trung Quốc. Quan Âm là từ bi, Địa Tạng là sự kiên trì. Lòng từ bi mà không kiên trì bằng cách là cầm cái cây tích trượng. Cây tích trượng là tượng trưng cho cái tâm phải vững. Tại vì chưa chắc muốn làm tốt mà dễ làm. Ở đời nhiều khi á, mình làm tốt với người ta chưa chắc người ta cho mình làm. Người ta cũng làm đủ cách để mình phải thối tâm, hoặc là thậm chí người ta không biết cảm nhận những cái tốt của mình. Nhưng mà nguyện đã phát, chí phải bền, thì việc làm mình mới thành tựu. Quý vị đã nghĩ cạo đầu đi tu dễ à? Không có dễ. Không phải đơn giản. Cho nên người nào mà tu được đến nơi đến chốn là cả một quá trình rèn luyện từ thân tâm, ngoại cảnh, tiếp xúc. Cách đây vài năm con có đi chiêm bái Phật Ngọc ở Chicago. Con có nhìn thấy Đức Phật mỉm cười trong vài giây. Đâu có, Phật cười luôn mà tại cái tượng mà. Rồi sao vài giây đó Phật làm gì? Sau đó về nhà con có phát nguyện ăn chay 10 ngày. Khi con bệnh nhiều, con quên ngày con có nguyện. Ở bàn thờ Phật nhà con là con nhớ ngày nào ăn ngày nấy. Thế này nguyện hơi khôn. Từ trường mà xuống bò là cũng hay lắm. Thôi không sao hết. Mình tu á
thì mình phải tùy hoàn cảnh, tùy cái bệnh duyên mà mình tu. Không ai bắt buộc mình phải tu kiểu nào cả. Bây giờ quý vị do bệnh, quý vị ăn chay kỳ trở lại cũng không sao. Thậm chí không ăn chay ngày nào cũng chẳng tội lỗi gì cả. Tại vì tu hành không phải ở cái chỗ ăn. Tu hành ở cái chỗ là mình rèn luyện được cái tâm mình. Còn ăn chỉ là một miếng ăn đưa vào trong cái bụng. Cho nên ăn chưa phải là tu. Người ăn chay trường đừng có nghĩ mình là hơn mấy người ăn chay kỳ. Hoặc là thậm chí ăn chay kỳ cũng đừng nghĩ mình tu hơn mấy người không ăn chay. Ăn chỉ là chuyện ăn thôi. Mà ăn chay mà tâm tu nữa thì cái đó nó mới kết hợp. Ngay cả tụng kinh, tụng kinh ở nhà, hôm nào bệnh hoạn không tụng được, lần chuỗi niệm Phật cũng không sao. Đừng nghĩ rằng ngày nào mình cũng phải thời kinh Pháp Hoa. Bữa nay không có thời kinh đó, chắc Phật buồn, Phật quẩn. Phật không có quẩn. Phật không có quẩn đi buồn mấy chuyện. Quý vị hiểu chữ quẩn không? Dân miền Tây kêu quẩn. Quẩn là rảnh. Phật bận đi mần. Đi mần overtime mà nuôi chúng sanh còn không được. Rảnh đâu coi đứa nào ăn chay ngày nào. Ghi sổ phù hộ. Mình mà Phật tử mà hiểu Phật kiểu đó là tội cho Phật. Đừng nên hiểu Phật kiểu đó. Thậm chí quý vị hứa in kinh ấn tống cúng chùa làm phước mà không có tiền làm, rồi cũng đừng nghĩ là chắc hứa mà không làm, giờ Phật quở tùm lum. Nếu mà Phật như vậy thì không phải là Phật. Thánh thần kiểu đó không phải thánh thần. Thánh thần gì mà người ta tuân thủ thì thưởng, mà ta không làm thì phạt. Đó không phải thánh thần. Ví dụ như cha mẹ mà cứ đi phiền trách con cái hoài sao? Cha mẹ là luôn luôn nhỏ tình thương xuống cho con. Con có thể quên cha mẹ, nhưng cha mẹ nào có quên con? Đó là chuyện xưa nay là vậy. Quý vị thấy ông Nguyễn Bính ông làm thơ: mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Đó kiểu của mình. Thôi ráng hai câu nữa là: ngài Long Thọ Bồ Tát xuống thiên cung, đem kinh Lăng Nghiêm về nhân gian, đó là việc hư cấu hay sự thật? Dạ thưa em không biết. Bị ổng đi ổng có nói đâu mà em biết. Nhiều khi mấy anh chị đi holiday cũng không nói cho em nghe mà. Ngày Long Thọ ngàn mấy trăm năm trước mà ổng đi mà ổng nói cho mình nghe sao mình biết. Bây giờ trước hết là nói về Long Thọ là ai. Thật sự ra đó, tên của ngài không phải là Long Thọ, nhưng mà bởi vì ngài là một cái người mà người ta có thể nói rằng ngài là Đức Phật Thích Ca thứ hai. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người truyền pháp, và sau này ngài Long Thọ là người đệ tử của Đức. Trong cái ngài Long Thọ sanh Phật sau lâu nhiều năm, nhưng mà đặc biệt là trong cái dòng thiền 33 vị tổ đó, thì ngài Long Thọ được xếp hạng thứ 14, tức là tổ thứ 14 trong 33 vị tổ truyền thừa sau Phật. Và người ta còn nói rằng cái sự hiểu biết và truyền pháp của ngài Long Thọ đó giống như Đức Phật Thích Ca thứ hai vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca là người thứ nhất chuyển pháp luân, và ngài Long Thọ là người thứ nhì chuyển pháp. Nói như vậy là đại chúng sẽ hiểu được cái tuệ giác, cái sự truyền bá Phật pháp của ngài Long Thọ được kính trọng đến mức nào. Mình nên hiểu được ngài
trong Phật học á, Ngài Long Thọ và năm vị khác được đưa lên như là những bậc Bồ Tát. Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Thánh Thiên, Trần Na và Pháp Xứng, sáu vị. Long Thọ, Thánh Thiên, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng, sáu vị đó mà người ta như là sáu cái bậc truyền pháp đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa. Còn cái chuyện mà Ngài có đi xuống Long Cung hay không, thí dụ thôi, ví dụ như những chuyện đó người ta nói ra cũng để làm gì? Để cho chúng ta biết trân trọng nó. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa mang cái chuông tới tặng cho chùa ở đây, Pháp Hòa sẽ nói rằng: bạch thầy, con xin tặng cho chùa cái chuông này. Và thưa thầy, cái chuông này á, được một bà cụ mang đi vượt biên 30 năm trước, và sau này bà cụ trăm tuổi già để lại, và con cháu đã giữ cái chuông này và hôm nay đem cúng chùa. Thật sự chuông này không có gì đặc biệt, nhưng mà nó quý ở cái chỗ nào? Được một bà cụ đi vượt biên mà cầm cái chuông đi theo. Nói như vậy để làm gì? Không phải để nói lên cái tính chất phù phiếm của nó, mà để nói lên, để cho chúng ta biết trân trọng nó là cái gì, để chúng ta biết giữ quý. Thì bây giờ kinh điển cũng vậy, các tổ nói kinh này được đưa từ đâu về, được ai truyền bá, như là kinh Lăng Nghiêm. Quý vị biết đó, ngày xưa theo sử kể đó, kinh Lăng Nghiêm là một quyển kinh quốc cấm, không ai được mang ra khỏi nước Ấn Độ. Vậy mà có một vị tổ rất là mong mang cuốn kinh này sang Trung Quốc để dịch ra tiếng Trung Quốc để truyền bá. Cuối cùng á, ông phải tìm được một loại giấy, viết trên cái loại giấy thật là mọn mỏng, rồi cuốn thật nhỏ lại, rồi ông mổ cái bắp chân của ông. Ông để cái quyển kinh trong bắp chân rồi may lại. Sau đó đi theo những con đường biển, những người đi buôn từ Ấn Độ sang Trung Quốc, rồi mới mổ cái bắp chân ra, lấy quyển kinh đó ra, rồi bắt đầu dịch lại cái quyển kinh Lăng Nghiêm á. Ngày nay buổi sáng mình tụng Lăng Nghiêm mà năm cái đệ Lăng Nghiêm á, Nam mô Tát Đắc Tha Tâu Già Đa Gia Ra Đế Tam Hữu Tâm Bồ Đà Toát Đắc Tha Phật Già Vũ Trí Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa vậy đó. Năm cái đệ Lăng Nghiêm mình tụng ở trong đó không phải là kinh Lăng Nghiêm, nó chỉ là năm bài thần chú nằm trong trọn bộ Lăng Nghiêm, dày như một cuốn pháp hoa. Và cái kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta nói đó là chúng ta nói tắt, nói cho đủ tên của chữ kinh Lăng Nghiêm là 19 chữ: Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Cái đề kinh, cái tựa kinh 19 chữ. Còn bây giờ mình nói kinh Lăng Nghiêm là mình nói tắt. Buổi sáng mà lên chùa tụng năm đệ Lăng Nghiêm gọi là tụng Lăng Nghiêm chưa đủ, cái đó chỉ là năm bài chú ở trong cái bộ Lăng Nghiêm thôi. Thì cái bộ Lăng Nghiêm này á, được một vị tổ mổ bắp thịt để trong bắp chân của mình, rồi đi qua tới Trung Quốc mổ ra dịch. Khi dịch xong rồi phải nhờ một nhà văn, một ông quan của thời đó, ổng giỏi tiếng Tàu, ổng là người nhuận văn lại để cho nó đúng với cái câu cú của người Trung Quốc. Quý vị biết một quyển kinh mình ngồi mình tụng đó, quý vị có biết một quyển kinh như vậy phải trải qua bao nhiêu thời kỳ mới thành tựu được một quyển kinh? Phải trải qua hơn 10 việc. Muốn dịch một bản kinh phải trải qua một cái giai đoạn hơn 10 việc để mới thành tựu được cái bản kinh dịch đó. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần cầm cái bản kinh đó lên mà mình phải trân trọng, mình phải quý, và mình phải thấy rằng cả công trình của chư tổ nằm trong này. Tụng như vậy thì tụng hết lòng, tụng chí thành tha thiết mà không dám khinh thường. Hôm nào Pháp Hòa có dịp, Pháp Hòa sẽ kể cho đại chúng quá trình dịch kinh của các tổ, rồi các vị mới thấy cái công đức của người xưa. Cho nên bây giờ mình kinh sách để đầy hết rồi mình coi thường, nhưng mà thật sự nếu quý vị nghiên cứu và quý vị hiểu được cái công đức dịch kinh của các ngài rồi thì không quyển kinh nào mình dám coi thường, vì cả một quá trình trong đó.
Có những hòa thượng Việt Nam mình đó, quý vị biết không, trong khi mà dịch kinh tiếng Việt cho mình tụng đó, các ngài không dám thở đó, vì sợ thở cái hơi thở hôi của mình đi vào trong kinh. Các ngài ngồi sát cái cửa sổ đó, nín thở rồi dịch, dịch xong tới hồi mà mệt rồi đưa cái hơi mình ra ngoài thở, không dám thở trong lúc dịch kinh, sợ cái hơi hôi của mình làm ô uế kinh điển. Mình là con cháu mà mình không có trân trọng được, mình có lỗi. Cho nên cái chuyện mà mình đặt vấn đề là hư cấu hay là sự thật gì đó, thì ở đây Pháp Hòa chỉ nói là các vị nói lên để có tính cách để chúng ta trân trọng. Quý vị biết cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mình hay tụng đó, của ai dịch không? Của ngài Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư nhà Đường. Toàn bộ Bát Nhã ngài dịch là 600 quyển. Bát Nhã Tâm Kinh chỉ là một phần nhỏ tổng kết của 600 quyển đó thôi. Khi mà ngài dịch 600 quyển kinh rồi đó, ngài xếp kinh lại, ngài nói tôi mệt quá rồi, dịch không nổi nữa. Lúc đó ông vua nhà Đường tới lại ngài, xin ngài tiếp tục dịch kinh. Ngài nói tôi dịch không nổi nữa. Ông năn nỉ tiếp, xin tổ, xin hòa thượng hãy vì chúng con mà dịch cái bộ Đại Bảo Tích. Miễn cưỡng quá, ngài phải mở ra dịch tiếp. Dịch được có mấy trang xếp kinh lại, tôi đã không còn chút sức nào nữa để dịch. Tổ ngài Huyền Trang. Cho nên trong sự nghiệp dịch kinh của ngài Huyền Trang, Bát Nhã Tâm Kinh là bản kinh cuối cùng của đời ngài. Dịch xong rồi không còn dịch nổi nữa, và ngài viên tịch ở tuổi 69. 10 năm học Ấn Độ, 17 năm ròng rã đi về, đi bộ từ Trung Quốc sang Ấn Độ, từ Ấn Độ đi ngược trở về, rồi ở tại Ấn Độ suốt 10 năm để học, học tiếng Phạn, để trở về Trung Quốc làm một công việc dịch kinh. Và đâu phải mở cuốn kinh ra rồi ngồi dịch đâu, phải trải qua mười mấy cái trường học, mười mấy cái lớp để cuối cùng quyển kinh được hình thành. Thôi hôm nào mình có dịp mình sẽ nói tiếp. Bây giờ câu hỏi cuối cũng không có gì, cũng nó không gì, nhưng mà nó cũng liên hệ đời sống của mình ấy. Đời sống tín ngưỡng. Khi làm dỗ cho người chết cúng mặn, tại sao người chết có tội trong khi họ làm cũng không ăn? Trong khi họ không làm cũng không ăn. Hiểu ý câu hỏi không? Mình nói là thí dụ mình làm đồ mặn để cúng cho người chết, thì người ta hay nói là làm vậy là người chết có tội. Thì cái vị này mới hỏi là làm sao người chết có tội được trong khi họ không có làm, không có giết, họ cũng không có ăn, thì làm sao họ có tội? Tội người nào làm người đó chịu. Thật sự ra đó, cái câu nói này cái vị này luận đúng, nhưng mà một phần. Còn cái phần kế là tại sao phải nói vậy? Tại sao phải nói mình làm đồ mặn cúng mà người chết lỗi? Vì đầu tiên nhất, ai là cái người khởi điểm để mình làm cúng? Người chết. Thế thì tôi cúng dỗ má tôi, vì má là cái duyên, cái nhân để cho mình khởi xướng ý nghĩ đi cúng. Và bắt đầu cúng là thật tình mà nói là mình khoái gì cúng đấy. Thích cà ri là nấu cà ri, thích chè nấu chè, thích cháo nấu cháo, thích cơm nấu cơm. Chứ người chết có đòi hỏi gì đâu. Người chết không hề đưa menu. Và thường thường cúng dỗ là mình thích món gì là mình nấu mình cúng món đó. Vậy trước hết cúng cho ai ăn? Mình ăn. Nhưng mà nếu mà đi tìm cái nguồn cội, cái nhân để mà có cái pháp cúng dỗ này là do ông bà cha mẹ. Vậy thì chúng ta người khởi nguồn, thì chúng ta phải nghĩ lại, vì họ mà chúng ta đừng làm, để họ có phước. Cho nên nói như vậy để cho chúng ta thương người thân, đừng vì người thân mà làm việc đó.
ở đây không phải làm họ ăn, mà vì họ mình làm cúng. Họ không ăn không làm, nhưng mình vì họ. Cái chỗ đó nói là mình cái duyên để khởi cái điểm đó. Còn dĩ nhiên mình ăn thì mình chịu, mình làm thì mình chịu, chứ người chết dính dáng gì. Nhưng mà họ có cái phần dính là họ là cái điểm khởi. Họ là điểm khởi. Cho nên nếu mà họ là điểm khởi để mình nấu cúng, thì mình hãy thương họ vì điểm khởi này mà làm trọn. Nếu thương họ, thương cho trọn luôn, làm cái gì lành thiện. Thưa đại chúng, người còn sống mình này, mình vẫn ăn. Người còn sống mình vẫn ăn. Có nhiều khi trong cuộc sống đó, mình nói con vì thầy con mới làm, con vì mẹ con làm. Thì mẹ sẽ nói nếu con vì mẹ con làm việc đó thì con hãy làm mà cho mẹ được trọn. Có nhiều khi mình nói con vì mẹ mà con mới không làm việc đó. Ví dụ vậy. Cho nên cuộc sống của mình, nếu mình vì một cái việc gì đó mình làm, thì ở đây chỉ muốn nói rằng chúng ta vì người thân mà chúng ta làm cái điều đó, vì họ là khởi nguồn, thì thôi hãy vì họ mà làm trọn cái lễ đó trong một cái tinh thần thanh tịnh. Cái cúng ở đây không phải là nói vật chất, mà nói đến cái sự thanh khiết. Chỉ cúng. Nhưng mà cúng, có cúng dỗ, nghĩa là mình cúng cái truyền thống văn hóa đó cho mình, cho con cháu, chứ không phải cho người thân. Họ chỉ là cái nguồn để bắt cái nhịp cầu, để cho mình tiếp nối với người sau. Người trước bắt nhịp cầu để cho người hiện tại bắt với người sau. Đặc biệt cái chỗ đó. Ông bà mình á, luôn luôn nhắc mình sống có thủy có chung. Thủy là ông bà, chung là về sau là con cháu. Cho nên cái cúng đó không phải cúng ai đâu, mà cúng cho mình. Chuẩn bị cái dỗ đó là chuẩn bị cho mình, vì con cháu nó thấy mình làm thì mai mốt nó tiếp tục nó làm. Cho mình càng đơn giản thì con cháu nó càng dễ dàng nó học theo. Còn nếu mình khó khăn thì nó thấy rườm rà, nó sẽ buông bỏ. Cho nên thưa đại chúng, cái ý nghĩa rước ông bà trong cái dịp ngày lễ Tết cũng không ngoài cái ý đó. Ông bà đâu mà rước, nhưng mà có ông bà nghĩa là anh có nguồn cội. Rước ông bà là anh trở về cội nguồn trong ngày Tết. Chứ không bà, ông bà đâu mà rước. Mà ông bà ở chỗ này anh phải hiểu là truyền thống cội nguồn. Người có biết rước ông bà nghĩa là có biết trở về với nguồn cội không mất gốc. Rước là rước cái đó.